Diệp Thần nhìn Sa Uy, cười một tí, hiện tại hắn có phòng bị, Sa Uy coi như lại sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, vậy đừng hòng cướp lấy hắn nửa điểm Đông Tây. Luân hồi chi chủ, mọi việc dễ thương lượng, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi muốn như thế nào mới chịu thả qua ta. Sa Uy trầm giọng nói, rõ ràng không dám khiêu chiến Diệp Thần uy nghiêm. Diệp Thần cười nói, là không thù không oán, nhưng ngươi trộm phiếu Miểu Thương hội đồ, ta nhận bọn họ ủy thác tới giết ngươi, tổng không thể tay không trở về, ngươi cầm ngươi trên cổ đầu người mượn tới, ta liền lập tức rời đi. Sa Uy gương mặt vặn vẹo, nói, luân hồi chi chủ, nơi này là địa bàn ta khuyên ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Như vậy đi, ta cầm ta nhiều năm cướp bóc tài bảo tài nguyên, toàn bộ tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, sau này ta nhất định rửa tay gác kiếm, triệt để hối cải, lại cũng không làm thương thiên hại lý sự việc, như thế nào? Lão đại, đám người Sa Phỉ Tùng sợ hãi, không nghĩ tới Sa Uy như thế sợ, ở tại địa bàn của mình, cũng không dám khiêu chiến Diệp Thần, muốn khom lưng khuỵu gối cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ luân hồi chi chủ, thật có như thế lợi hại? Xem Diệp Thần bề ngoài tu vi nói, cũng chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Diệp Thần cười nói, ta chỉ cần cầm ngươi giết, ngươi đồ, không phải toàn bộ quy về ta sao? Sa Uy sắc mặt âm trầm, nói, lấn hiếp người quá đáng. Luân hồi chi chủ, ngươi cái này là phải đem ta ép vào tuyệt lộ, ngươi có biết hay không, ta người sau lưng. Hắn muốn nói ra sau lưng mình nhân vật lớn, nhưng tựa hồ có cái gì nhân quả luật đại kỵ. Hắn trên mặt ngay tức thì lồng lên một tầng khói mù, lời kế tiếp, nhưng lại như là vì sao vậy không thể nói ra được. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, bỏ mặc sau lưng ngươi người là ai, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần cũng sẽ không nói nhảm, ngang nhiên ra tay. Phù quỷ mẫu ổ, Bắc Minh thôn thiên pháp. Diệp Thần sử dụng phù quỷ mẫu ổ, dung hợp Bắc Minh thôn thiên pháp thần thông. Toàn bộ phù quỷ mẫu ổ thật giống như hóa thành một cái kinh khủng hắc động, truyền ra cực kỳ đáng sợ lực cắn nuốt, đem chung quanh từng cái Sa Phỉ, toàn bộ cắn nuốt hết. Một đám Sa Phỉ, kêu thảm thiết, mặt đầy kinh hoàng, hoàn toàn không khống chế được mình thân thể, thật giống như bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, lục tục bị hút vào phù quỷ mẫu ổ bên trong, rất mau không một tiếng động. Sa Uy hoảng hốt, vậy cảm thấy bước chân không yên, dường như muốn bị lôi kéo qua đi. Đáng chết, thật quỷ dị thuật pháp. Mộ đạo thiên lưu, phá. Sa Uy cắn răng một cái, thần đạo cảnh linh khí tách thả ra đến mức tận cùng, từng cái mộ đạo quy luật, giống như thác nước vậy từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Diệp Thần phù quỷ mẫu ổ đánh tới, muốn trực tiếp đem vậy to lớn bóng tối xảo huyệt phá hủy. Người mộ đạo tu vi, còn không tư cách dung chuyển ta. Diệp Thần lắc đầu một cái, đoạn thời gian này hắn liên tục đột phá, cũng tấn thăng đến vô lượng cảnh tầng thứ 6. Xem Sa Uy cái loại này thần đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại, hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Vậy hàng loạt mộ đạo khí lưu đánh vào tới đây, Diệp Thần phù quỷ mẫu ổ, nhưng không có chút nào dao động, ổn như bàn thạch, không hề bị Sa Uy ảnh hưởng. Mà theo phù quỷ mẫu ổ chiếm đoạt, toàn bộ các đạo bảo đoàn, tất cả Sa Phỉ, toàn bộ bị hút vào, thay đổi thành tất cả con rối, lại bị Diệp Thần lần nữa cho gọi ra tới. Những người này đốt giết cướp bóc sự việc quá nhiều. Hắn hành động này hoặc giả là cứu càng nhiều người hơn. Không. Sa Uy thấy thủ hạ huynh đệ, toàn bộ biến thành tất cả không có cảm tình con rối, gương mặt nhất thời một phiến trắng bệch, khó mà tiếp nhận. Luân hồi chi chủ, ngươi là ác ma. Sa Uy bi phẫn kêu lên, Diệp Thần thủ đoạn tàn khốc, ra hắn dự liệu. Ha ha ha, ác ma sao? Có thể đi. Nhưng, ta không thẹn với lương tâm, vậy thì vậy là đủ rồi. Ngươi cũng cho ta đi vào. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, một cổ cường đại lực lượng bao phủ ra, phải đem Sa Uy thân thể, vậy bắt phù quỷ mẫu ổ bên trong đi. Sa Uy tủng sợ hãi, từ không chịu dễ dàng bị chết, trong tay nặn quyết, thiên địa linh mạch, thêm chư ta thân. Trong thoáng chốc, chung quanh linh khí của thiên địa, liền điên cuồng đi Sa Uy thân thể hội tụ đi. Cái lãnh địa này, hắn kinh doanh nhiều năm. Ở phong thủy địa mạch ra chỉ xuống, hắn ở chỗ này, có thể bộc phát ra càng cường hãn sức chiến đấu. Cuồng bạo khí lưu, từ Sa Uy trên mình tuôn ra, trực tiếp đem Diệp Thần bàn tay lực lượng, hoàn toàn nghiền phá. Làm sao đắng vùng vẫy? Phù quỷ con rối, đi! Diệp Thần chút nào không hoảng hốt, vung tay lên, liền để cho tất cả Sa Phỉ con rối,
ngang nhiên hướng Sa Uy vây giết đi. Những thứ cát này phỉ con rối đều là Sa Uy ngày xưa dưới quyền. Sa Uy bi phẫn muốn chết, rút ra giữa eo loan đao, cùng đạp chết đi lên xa phỉ con rối kịch đấu, nhưng ở Diệp Thần phù quỷ mẫu ổ ma khí dưới áp chế, hắn dần dần không địch lại, thân thể bị những cái kia xa phỉ con rối chém ra từng đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đầm đìa. Diệp Thần khóe miệng nhếch một cái tàn khốc độ cong, hơi có điểm mèo vờn chuột vậy tư thái, nhìn khổ khổ dẫy dụa Sa Uy. Hiện tại hắn muốn giết Sa Uy, một kiếm đủ rồi, nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ, là muốn hành hạ một tí Sa Uy. Dẫu sao cái này Sa Uy, lại dám ăn trộm phiếu miểu thương hội đan dược, mới vừa còn muốn lăng nhục Long Tuyết Hiên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không để cho hắn sảng khoái như vậy sẽ chết đi, nhất định phải cho hắn một chút dạy bảo. Trời trăng sao đều là dáng trần, Lạc Bảo Kim Tiền, cho ta hiến tế. Sa Uy tự biết hẳn phải chết, con người ứ máu, như sắp chết dã thú, phát ra gầm thét, sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, cả người khí huyết kịch liệt bốc cháy, còn muốn đem Lạc Bảo Kim Tiền hiến tế hết. Cái này Lạc Bảo Kim Tiền, là đặc biệt cổ xưa thần khí, lấy Sa Uy tu vi, hắn liền hiến tế đều không tư cách, trừ phi là tự mình hy sinh, không để ý tánh mạng cháy máu tươi. Giờ phút này, Sa Uy chính là điên cuồng cháy tự thân khí huyết, từng cổ một thần đạo năng lượng, bơm vào đến Lạc Bảo Kim Tiền bên trong, cùng thiên đồng tình, phát ra ủng ủng gào thét tiếng sấm. Cái này Lạc Bảo Kim Tiền, sẽ bị hiến tế, thần quang vạn nặng, có mênh mông kinh khủng hơi thở tách thả ra ra, giống như có thể vẫn lạc tinh thần. Lạc Bảo Kim Tiền pháp bảo này, tột cùng nhất lực lượng, bộc phát ra, đủ để chết chư thiên trời trăng sao, làm vũ trụ sụp đổ, vô cùng lợi hại. Hiện tại Sa Uy chính là muốn cùng Diệp Thần lấy mạng đổi mạng, tự mình hy sinh tánh mạng, đem Lạc Bảo Kim Tiền cường hãn nhất uy lực, bộc phát ra. Muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, đạo tông chú đan thuật, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức sử dụng đạo tông chú đan thuật. Hắn tuy là ôm trước mèo đùa bỡn chuột tư thái, nhưng trong thực tế đặc biệt nhạy bén, bén nhạy nhìn chăm chú Sa Uy cử động. Khi thấy Sa Uy sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền, cháy khí huyết, hắn cũng biết không ổn. Cho nên, ở Sa Uy khí huyết mới vừa thiêu đốt thời điểm, Diệp Thần cũng đã ra tay, cắt đứt Sa Uy hiến tế. Sa Uy hét thảm lên, đạo tông chú đan thuật ánh sáng, bao phủ đến trên người hắn, hắn thân thể không ngừng vặn vẹo, bị đè ép, máu tư lạp bạo tràn ra, cuối cùng cả người đều bị đè ép vặn vẹo thành một viên nho nhỏ đan dược, hình ảnh khủng bố tới cực điểm. Long Tuyết Hiên và thương đội mọi người, thấy Diệp Thần thủ đoạn như thế tàn bạo, đều là bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Phốc! Vậy Lạc Bảo Kim Tiền, cũng không có bị hiến tế hết, theo Sa Uy chết đi, cái này cái cánh dài đồng tiền, vậy rớt xuống đất. Diệp Thần đem biến thành đan dược Sa Uy, ném cho huyết long nuốt ăn, bàn tay lại cách không một chảo, đem vậy Lạc Bảo Kim Tiền bắt trong tay mình, thu cho mình dùng. Toàn trường yên tĩnh. Ở yên tĩnh một lát sau, Long Tuyết Hiên chính là vui mừng hớn hở chạy tới, dắt Diệp Thần cánh tay, kích động nói, luân hồi chi chủ, người thật là thật lợi hại. Sa Uy nhưng mà thần đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại, lại bị Diệp Thần ung dung nghiền giết. Nếu như không phải là Diệp Thần mà nói, Long Tuyết Hiên trước nhất định là phải bị Sa Uy lăng nhục. Không việc gì, đoạt lại những thứ kia, sau đó chúng ta liền hồi cát thành. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút chất đống rất nhiều thiên tài địa bảo, phân phó thương đội các thành viên kiểm kê đoạt lại. Không thể không nói, các đạo bảo đoàn kinh doanh nhiều năm, cướp cướp tài bảo, quả thực là phong phú. Chỉ là hoàng kim nguyên ngọc, thì có 800.000 lớn, tất cả loại chân bảo tài liệu giá trị, cộng lại nhất định là vượt qua 1 triệu. Diệp Thần âm thầm xúc động, chỉ xem nguyên ngọc tài sản, cái này các đạo bảo đoàn, thậm chí so ra ra thượng hoàng thiên cung còn có tiền. Ngoại thần liên minh tài quyền, một mực bị Hồng Quân lão tổ cầm giữ, ra ra vậy không lấy được nhiều ít lợi nhuận, lại mộc mạc chán nản đến đây. Dĩ nhiên, thượng hoàng thiên cung bên trong có rất nhiều pháp bảo thần khí, chim quý thú lạ, linh thực dược liệu vân. Vân, đó không phải là đơn thuần có thể sử dụng nguyên ngọc cân nhắc. Diệp Thần phỏng đoán lần này, đoạt lại như thế nhiều tài bảo tài nguyên, hắn có lẽ có thể đem Hắc Văn Thạch Đản bên trong cấm yêu, ấp ra. Bất quá, coi như muốn ấp trứng mà nói, cũng phải đợi trở lại Cát Thành nói sau, nơi này không phải chỗ ở lâu. Cát Thành là khu an toàn, ở Cát Thành ấp trứng cấm yêu mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt, có thể bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn.
Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền thu thập chiến lợi phẩm, phân cho Mây Xanh Thương đội một phần chia, tự cầm đại đầu, đoàn người liền hướng Cát Thành chạy tới. Đi đường chạy gần nửa ngày, dần dần, Cát Thành vậy hùng vĩ to lớn đường danh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ Cát Thành, bao phủ ở một tầng gần như trong suốt bảo vệ che chở bên trong, bảo trên vòng bảo vệ mặt, có rất nhiều nửa trong suốt phù văn lưu chuyển, sáng mờ tuyệt trần, như rồng phượng bay vút lên, để cho được toàn bộ Cát Thành, nhìn như mười phần tráng lệ. Chỉ có tiến vào cái này bảo vệ che chở phạm vi, mới tính là chân chính đạt được Cát Thành bảo vệ. Diệp Thần mới vừa phi thăng thời điểm, gặp phải Cốt Thiên Đế tập sát, chính là thiếu chút xíu nữa, không có thể đi vào Cát Thành. Long Tuyết Hiên là lần thứ nhất tới Cát Thành, nàng nhìn Cát Thành chung quanh rất nhiều đạo tông hộ vệ, có chút khủng hoảng sợ hình dáng. Nàng là Long Tổ Tôn Nữ, trước đây một mực bị trộm tông đuổi giết, bất quá, trước đây đạo tông cầm nàng bán đi ám âm thâm uyên, bán cho hắc ám hồn tộc làm tế phẩm, những thứ này nhân quả cũng được đi kết liễu. Từ Diệp Thần cứu ra nàng một khắc kia bắt đầu, nàng chính là tự do, đạo tông sẽ không lại đuổi giết nàng. Đừng sợ, người không có việc gì. Diệp Thần cười cười nói. Ừ, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi lúc trước cứu ta, cùng gia gia ta sống lại sau đó, ta nhất định kêu hắn gia nhập ngươi luân hồi trận doanh. Long Tuyết Hiên nói. Diệp Thần ngạc nhiên nói, gia gia ngươi còn có thể sống lại sao? Theo hắn biết, Long Tuyết Hiên gia gia Long Tổ, nhưng mà bị đại chủ tể tự tay giết chết, chẳng lẽ còn có sống lại có thể? Long Tuyết Hiên khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, gia gia ta siêu long huyết mạch, nội tình rất cường đại, hắn coi như bị đại chủ tể hoàn toàn xóa bỏ, năm tháng kinh qua sang năm, hắn vẫn là có hồi phục cơ hội. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu như Long Tổ hồi phục, gia nhập hắn luân hồi trận doanh, hắn luân hồi trận doanh vừa có thể nhiều hơn một thành viên cường giả, cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự. Vậy ta chờ ngươi gia gia trở về. Diệp Thần cười nói, hai người theo thương đội, đã mau vào nhập Cát Thành phòng vệ phạm vi. Cát Thành dòng người như dệt cửi, cảnh tượng náo nhiệt, hiện ra ở hai người trước mắt. Nhưng mà, ở mau muốn đi vào Cát Thành giải đất thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên tới giữa, nhưng bắt được một cổ nguy hiểm to lớn. Hắn trên đỉnh đầu bầu trời, bỗng nhiên đổi được tối mờ, xuất hiện móc một cái lang nha tựa như loan nguyệt, rồi sau đó có một đạo so đao kiếm còn muốn ác liệt ánh trăng, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng hắn bổ xuống. Cái này một đạo ánh trăng sát khí, đã đạt đến thần đạo cảnh đỉnh cấp, đặc biệt hung mãnh. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng đem bên người Long Tuyết Hiên, đẩy vào Cát Thành vùng, mình lui về phía sau hai bước. Nhưng, vậy đạo đao kiếm tựa như lạnh lùng ánh trăng, lại như có ma tính vậy, hướng Diệp Thần đuổi giết tới đây. Suy, cuối cùng, vậy đạo ánh trăng mang khí, hung hăng chém vào Diệp Thần trên mình. Bất quá, Diệp Thần người mặc vào thiên ma cổ bảo biến thành áo choàng, lực phòng ngự kinh người, vậy đạo ánh trăng mang khí, chém ở hắn thiên ma áo choàng trên, liền bị một tầng khí thế ngăn trở, cũng thật không có thương tổn tới hắn. Luân hồi chi chủ, Long Tuyết Hiên hô to một tiếng, thình lình sát phạt biến cố, để cho nàng kinh hãi không thôi. Thương đội các thành viên, vậy cảm thấy vô biên sát khí gào thét tới, trong lòng sợ hãi, không ngừng bận rộn lui nhập Cát Thành giải đất vòng phòng vệ, có người hướng về phía Diệp Thần quát lên. Luân hồi chi chủ, mau vào. Chỉ cần đi vào Cát Thành bảo vệ vùng, cũng không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, coi như thật bị giết chết, cũng có thể ở trong thành bên trong nước suối vô hạn sống lại. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, lấy hắn thực lực trước mắt, đối kháng thần đạo cảnh đỉnh cấp cao thủ, cố hết sức, muốn chiến thắng giết ngược, cần vận dụng rất nhiều lá bài tẩy, giá phải trả to lớn. Hắn bước nhanh trước sông lên, liền muốn tiến vào Cát Thành phòng vệ mang. Nhưng, chặn một cái vô hình không khí tường, ngăn trở Diệp Thần trước mặt, để cho hắn không cách nào tiến về trước nửa bước. Là bởi vì quả luật. Ha ha, luân hồi chi chủ, coi là vận khí ta không tệ, cuối cùng đuổi ở ngươi tiến vào Cát trước thành, đem ngươi cản lại. Tối mở bầu trời, vậy móc một cái lang nha tháng bên trong, ma khí nhô lên, hy quang cuồn cuộn, một đạo xâm nghiêm, khoáng đạt ma thần bóng người, chậm rãi hạ xuống. Đầu kia ma thần, cả người da đen sẫm, in ngân bạch ánh trăng đồ đằng, thực lực hơi thở đạt tới thần đạo cảnh đỉnh cấp. Nguyệt Hoàng ma thần, Dạ Hàn phái ngươi tới. Diệp Thần ánh mắt run lên, chỉ nhìn một cái, liền xác định vậy ma thần thân phận, chính là Dạ Hàn nơi đánh thức Nguyệt Hoàng ma thần.
ha ha, là ta, ngươi luân hồi huyết mạch, hơi thở rất cường đại. Bất quá, không biết ngươi có nghe hay không hành lang tông chú đan thuật, khí huyết càng hùng hậu người, càng dễ dàng gặp phải đạo tông chú đan thuật tập sát, càng dễ dàng bị đúc luyện thành đan dược. Ngươi cái này luân hồi chi chủ, nếu là đúc thành đan thuốc, vậy nhất định là long trời lở đất. Nguyệt Hoàng Ma Thần liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy hung hãn sát khí, bỗng nhiên vẫy tay giết ra, lau một cái xanh sâu kín bát quái đạo uẩn thần mang, như biển gầm đợt sóng vậy, trải thiên hướng Diệp Thần lật tới, muốn đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Đây là đạo tông chú đan thuật đại khí tượng. Đạo tông chú đan thuật, xuất xứ từ Nguyệt Thần Thiên Đế. Nguyệt Hoàng Ma Thần là Nguyệt Thần Thiên Đế con dân, hắn vậy thừa kế Nguyệt Thần Thiên Đế không thiếu thần thông, ra tay một cái liền thi triển ra đạo tông chú đan thuật, muốn tại chỗ đem Diệp Thần đúc thành đan thuốc. Diệp Thần cảm thấy cả người khí máu sôi trào, xương cốt ở rắc rắc sát vang dội, ở Nguyệt Hoàng Ma Thần uy áp bao phủ hạ, cả người thật giống như đều phải vỡ nát, sau đó bị đúc luyện thành đan. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần gặp nguy hiểm, Diệp Thần khoác trên người thiên ma áo choàng, phía trên thiên ma cổ bảo hình vẽ, vo ve lóe lên, toát ra muôn vàn ma khí, một tòa hùng vĩ lâu đài đồ đằng, từ Diệp Thần đỉnh đầu dâng lên, vô số thiên ma đang ngâm sướng, rất miễn cưỡng ngăn trở Nguyệt Hoàng Ma Thần uy áp. Đạo tông chú đan thuật sao? Ta cũng sẽ. Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, Nguyệt Hoàng Ma Thần chú đan thuật rất cường hãn, mang theo đặc biệt cổ xưa quy luật chập chờn, đó là đã sớm thất truyền quy luật. Ở nơi này cổ thất truyền phép tắc ra chỉ xuống, Nguyệt Hoàng Ma Thần chú đan thuật, sát khí so Diệp Thần mạnh hơn rất nhiều, có thể ung dung người đúc thành đan thuốc. Bất quá, Diệp Thần dựa vào thiên ma cổ bảo, chặn lại một sóng thế công, hiện tại liền giờ đến phiên hắn phản kích. Vù vù, Diệp Thần bàn tay ánh sáng xanh lam tách thả ra, bầu trời ánh sáng, bát quái đại đạo ánh sáng, toàn bộ ở lòng bàn tay hội tụ, rồi sau đó cũng là nghiêng thiên vậy gào thét ra, đem đạo tông chú đan thuật uy năng thi triển đến mức tận cùng, trực tiếp phản kích Nguyệt Hoàng Ma Thần. Cái gì? Thấy Diệp Thần lại có thể vậy nắm giữ đạo tông chú đan thuật, hơn nữa tu vi thành tựu còn như thế cao, Nguyệt Hoàng Ma Thần tại chỗ kinh hãi. Hắn muốn rút người ra tránh, nhưng lại cảm thấy chung quanh không gian, bị giam cầm phong tỏa, nhưng lại không có cách nào né tránh. Lúc đầu Diệp Thần thi triển đạo tông chú đan thuật thời điểm, lại bắt đầu sử dụng quá vũ huyết mạch lực lượng, phong tỏa Nguyệt Hoàng Ma Thần hoạt động không gian. Cái này quá vũ huyết mạch, và trụ quang huyết mạch đặt song song, cũng là vô vô thời ý không thập phần cường đại huyết mạch một trong, sau lưng hàm chứa không gian chi lực bí ẩn, Diệp Thần đã sớm chấp trưởng. Đáng chết! Nguyệt Hoàng Ma Thần tức giận, bộc phát ra thần đạo cảnh đỉnh cấp lực lượng, một cổ ma khí tuôn ra, rất miễn cưỡng chọc thủng Diệp Thần không gian phong tỏa. Nhưng, hắn bị trì hoãn một tí, Diệp Thần đạo tông chú đan thuật, vẫn là có nhiều sát khí, ăn mòn đến hắn trên thân thể. À! Nguyệt Hoàng Ma Thần một tiếng hét thảm, ngực máu thịt bị ăn mòn, máu tươi đầm đìa, thậm chí có thể mơ hồ thấy hắn bên trong nội tạng, hình ảnh dữ tợn. Luân hồi chi chủ, ta đây là xem thường ngươi, ánh trăng à, cho ta mất đi. Nguyệt Hoàng Ma Thần ngũ quan vặn vẹo, lại ngửa mặt lên trời ngâm sướng lên tới, trời mờ tối không bên trong, từng luồng trong trẻo lạnh lùng cổ xưa ánh trăng, như thác vải vậy chiếu nghiêng xuống, cuồn cuộn hướng Diệp Thần gào thét đi. Diệp Thần cảm thấy được nguy hiểm, đem thiên ma áo choàng phòng ngự, thúc giục đến mức tận cùng, ngăn cản Nguyệt Hoàng Ma Thần tập sát, lại khua kiếm nghịch giết lên. Nguyệt Hoàng Ma Thần sử dụng một đao, cùng Diệp Thần tướng chiến, hai người rất nhanh đánh nhau chung một chỗ, trong chốc lát lại khó phân thắng bại. Nhìn hai người kịch liệt chiến đấu, Long Tuyết Hiên và Mây Xanh Thương đội mọi người, đều ngây dại. Cát thành bên trong, rất nhiều người ra ra vào vào cửa, thấy chiến đấu bùng nổ, cũng là rối loạn, vô số ánh mắt tỏa tới đây. Nếu như là giống vậy chiến đấu, không hề sẽ đưa tới người chú ý, bởi vì ở cát thành bốn phía, mỗi ngày đều có sống chết giết hại diễn ra, không biết mai táng nhiều ít xương trắng. Nhưng cuộc chiến đấu này tiêu điểm, nhưng là Diệp Thần. Diệp Thần chiến khí bùng nổ, không ít người cũng nhận ra hắn thân phận. Đó chính là luân hồi chi chủ sao, lấy vô lượng cảnh tầng thứ 6, đối kháng thần đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp ma thần, thật là ngoại hạng à. Bất lệnh quá xem hắn dáng vẻ, tựa hồ rất cố hết sức, phỏng đoán mau không chịu nổi chứ. Ha ha, vô lượng cảnh tầng thứ 6, làm sao có thể đánh thắng được thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại. Vô số xôn xao tiếng vang lên.
Đạo tông rất nhiều canh phòng, cũng là hứng thú rồi rào xem cuộc chiến, nhưng không có ai ra đi hỗ trợ. Bởi vì, Nguyệt Hoàng Ma Thần và Diệp Thần Cha giữa chiến đấu, là ở cát bên ngoài thành vây, hai người cũng không có chính thức bước vào cát thành phòng vệ mang, coi như đánh được trời đất u ám, cũng không coi là phá hoại cát thành quy củ, đạo tông tự nhiên sẽ không nhúng tay. Diệp Thần cùng Nguyệt Hoàng Ma Thần tướng chiến đấu chỉ kéo dài chốc lát, hắn liền cảm thấy linh khí không chịu nổi. Tu vi chênh lệch quá xa, hắn đối mặt Nguyệt Hoàng Ma Thần liên tục mãnh công, tự thân tiêu hao lớn vô cùng. Thần đạo cảnh đỉnh cấp, quả nhiên khó dây dưa à. Diệp Thần nhếch mép, bất quá hắn phúc tới tâm linh dưới, vậy mơ hồ cảm nhận liền phá cuộc phương pháp. Kinh Cức Phương Tỏa, bùng nổ đi. Diệp Thần vung tay lên, thúc giục Kinh Cức Phương Tỏa năng lượng, ở hoang vu sa mạc trên đất, thúc giục sinh ra từng mảnh rừng cây gai, vô số bụi gai giống như nổi điên long xà mãnh thú, lan tràn khắp nơi sinh trưởng, hướng Nguyệt Hoàng Ma Thần vặn cổ đi. Hi hi, Kinh Cức Phương Tỏa, tử thần giáo đoàn thần khí, pháp bảo này ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi chính là vô lượng cảnh tầng thứ 6, còn không phát huy ra nhiều ít uy lực. Nguyệt Hoàng Ma Thần khinh thường cười lên, trong tay đao bùng nổ đạo đạo ánh trăng mang khí, đem những cái kia vặn cổ tới đây bụi gai, từng cái chặt đứt. Nhưng, bất thình lình, hắn nhưng cảm thấy mình tim đau nhức, nguyên trái tim cũng cùng bốn phía lần xanh bụi gai, đồng tình đứng lên. Rồi sau đó, Nguyệt Hoàng Ma Thần liền cảm thấy, có từng cái bụi gai, từ tim hắn nội bộ sinh đi ra. Từng cái dã man sinh trưởng bụi gai, xanh phá tim hắn, xanh phá hắn cổ họng, từ trong miệng xuyên qua đi ra, rồi sau đó hắn toàn thân ra, đều có bụi gai đổ gai châm ra, hình ảnh cực kỳ khủng bố. Ho! Nguyệt Hoàng Ma Thần ho khan ra máu tươi, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, vội vàng thúc giục thần đạo cảnh quy luật lực lượng, đem trong cơ thể điên cuồng sinh trưởng bụi gai, toàn bộ nghiền diệt. Những cái kia bụi gai hóa thành cướp xám, hòa lẫn hắn máu tươi, bị hắn ho khan nôn mửa ra. Hắn ngũ tạng lục phủ, đã là mình đầy thương tích, bị thương rất nặng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyệt Hoàng Ma Đan, ngươi làm tay chân. Nguyệt Hoàng Ma Thần tức giận, vô cùng chấn động chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, nháy mắt tức thì bắt được thiên cơ, cũng biết là Diệp Thần luyện chế Nguyệt Hoàng Ma Đan thời điểm, âm thầm làm tay chân, bày ra một chút Kinh Cức Phương Tỏa lực lượng. Vậy một chút Kinh Cức Phương Tỏa lực lượng, giờ phút này bùng nổ, thiếu chút nữa thì muốn Nguyệt Hoàng Ma Thần mệnh. Diệp Thần gặp Nguyệt Hoàng Ma Thần bị thương nặng, khóe miệng nhếch một cái nụ cười, nói, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Thừa dịp Nguyệt Hoàng Ma Thần bị thương, Diệp Thần bước chân trên mặt cát đạp một cái, thân thể tiêu xạ nhi ra. Thiên đế cánh tay, mở. Ông một tiếng, Diệp Thần cánh tay trái nổ lên ngập trời viêm mang, các loại ngọn lửa phù văn xen lẫn, viêm thiên đế cánh tay mở, hắn một quyền mang kinh thiên lực, hung hăng hướng Nguyệt Hoàng Ma Thần thân thể đập tới. Vốn là, Nguyệt Hoàng Ma Thần là thần đạo cảnh đỉnh cấp tồn tại, Diệp Thần nếu như muốn chiến thắng hắn mà nói, tuyệt đối là đặc biệt khó khăn, giá phải trả to lớn. Nhưng, thật may ở chỗ này trước, hắn giữ lại một tay, ở Nguyệt Hoàng Ma Đan bên trong, để lại mình dấu vết, giờ phút này bùng nổ, trực tiếp đem Nguyệt Hoàng Ma Thần tổn thương nặng. Hắn còn muốn giết Nguyệt Hoàng Ma Thần, vậy dĩ nhiên là ung dung nhiều. Nguyệt Hoàng Ma Thần tổn thương nặng dưới, thấy Diệp Thần một quyền đánh tới, khó mà kháng ngự, trong mắt bộc phát ra tín đồ thành kính ánh mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn. Nguyệt Thần Thiên Đế à, mời thương hại con dân của ngươi. Hắn tiếng kêu rơi xuống, chín tầng trời hư không, rất xa năm tháng chỗ sâu, phảng phất có cái gì kinh thiên kinh khủng lực lượng, bị xúc động vậy. Nguyên bản trời mờ tối không, đổi được càng mờ tối, vậy móc một cái lang nha tháng, lại là hóa thành một vòng ngọc bàn vậy trăng tròn, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng trong sáng, ào ào. Ở đó một vòng trăng tròn bên trong, loáng thoáng có thể thấy một đạo mờ ảo xuất trần, tuyệt thế độc lập bóng người, ánh trăng vần quanh, như cao nhất thiên tử, lại nhìn kỹ lại mà nói, lại cảm thấy vô thượng thiên đế thô bạo, làm người ta sinh lòng màng bái. Một cái che trời bàn tay, nhưng mang đặc biệt ưu nhã khí độ, từ bầu trời trăng tròn bên trong hạ xuống, hướng Diệp Thần thân thể bắt đi. Đây là Nguyệt Thần Thiên Đế bàn tay. Vào giờ khắc này, Nguyệt Hoàng Ma Thần lại có thể cho gọi ra Nguyệt Thần Thiên Đế ý chí lực tính, muốn tiêu diệt Diệp Thần. Nếu như cái bàn tay kia, thật bắt Diệp Thần, vậy tuyệt đối phải đem Diệp Thần bóp chết. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, liền cảm thấy nguy hiểm tánh mạng, muốn bắt đầu quyết tử ma nhãn và thiên nghịch thần mạch,
liều chết đối kháng. Ùm ùm. Nhưng vào lúc này, giống vậy có một cái kinh thiên bàn tay, phía trên bài trí già nua nếp nhăn, thiên đế khí vần quanh, đạo tông linh khí sôi trào, thủy quang vạn trượng, thần thái ngàn đạo, từ cát trong thành giết ra, kinh động thiên địa phong lôi, hướng nguyệt thần thiên đế bàn tay đánh tới. Phịch. Cuối cùng, hai cái con này kinh thiên bàn tay, ở trong hư không va chạm. Nguyệt thần thiên đế bàn tay, cuối cùng chỉ là một luồng ý chí diễn hóa, uy năng kém hơn chân chính thiên đế bàn tay, tại chỗ liền bị đụng nát, hóa thành một chút xíu ánh trăng tiêu tản mát. Trên bầu trời trăng tròn, cũng là hoàn toàn vỡ nát, hóa thành đom đóm vậy lưu quang, tung bay lên cao rơi vào sa mạc bên trong. Mà vậy chỉ già nua bàn tay, chính là ổn như núi cao, không có chút nào dao động. Diệp thần ngẩn ngơ, không biết người xuất thủ là ai, nhưng hắn biết thời cơ chiến đấu không cho phép bỏ qua, lập tức huy trưởng tuôn ra đạo tông chú đan thuật, hướng Nguyệt Hoàng Ma Thần lướt đi. Nguyệt Hoàng Ma Thần mới vừa triệu hoán Nguyệt Thần Thiên Đế ý chí, đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, đối mặt Diệp thần nghiền giết, hoàn toàn không cách nào chống lại, tại chỗ liền bị một trưởng đánh trúng. Rắc rắc sát, Nguyệt Hoàng Ma Thần thân thể, ở Diệp thần đạo tông chú đan thuật nghiền ép hạ, rất nhanh bị nghiền nát, co rút lại, hội tụ, dung luyện, cuối cùng bị đúc tạo thành một viên màu lót đen bạch văn đan dược, những cái kia màu trắng vằn, có cổ xưa ánh trăng dấu vết. Huyết Long, ăn. Diệp thần lập tức giao cho Huyết Long nuốt ăn, cái này Nguyệt Hoàng Ma Thần, là Nguyệt Thần Thiên Đế con dân, trên người có Nguyệt Thần Thiên Đế nhân quả dấu vết, tác dụng to lớn. Huyết Long nuốt ăn đan dược, tựa hồ luyện hóa cái gì, ngạc nhiên mừng rỡ liên tục, nói chủ nhân, ta nuốt ăn Nguyệt Hoàng Ma Thần, mơ hồ bắt được không thiếu Nguyệt Thần Thiên Đế nhân quả, phỏng đoán lại cho ta 10 ngày thời gian, liền có thể tu bổ cũng phá giải nàng bản đồ bảo tàng. Vốn là, Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng, Huyết Long có thể cần mấy tháng thời gian, mới có thể tu bổ phá giải. Nhưng hiện tại, nuốt ăn Nguyệt Hoàng Ma Thần sau đó, thời gian liền rút ngắn đến 10 ngày. Nghe vậy, Diệp thần cũng là lớn vui, nói, vậy thì tốt. Nguyệt thần thiên đế bảo tàng, tài nguyên vô cùng phong phú, nếu có thể đạt được, Diệp thần sẽ có thể giúp Huyền Trần thiên đế, lần nữa đúc luyện nhục thân. Hơn nữa, theo Nhâm Phi Phàm mà nói, Nguyệt thần thiên đế trong bảo tàng mặt, còn có một kiện kêu thần huyền khóa bảo vật. Dựa vào thần huyền xiềng xích, Diệp thần có lẽ có cơ hội, đem 10 khối luân hồi huyền bia, chuỗi liền đứng lên, từ đó thức tỉnh vô địch luân hồi nguyên thể. Ùm ùm. Mà lúc này, bầu trời bên trong, vậy chỉ già nua bàn tay, rụt trở về, hiển hiện ra một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già. Ông già ăn mặc đạo tông trưởng lão phục trang, chắp hai tay sau lưng, hơi có chút hứng thú nhìn Diệp thần một mắt, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười, rồi sau đó thân thể ẩn vào tầng mây tới giữa, không thấy bóng dáng. Diệp thần thấy cái này ông già, sững sờ một chút. Hắn biết, mới vừa chính là cái này ông già, ra tay giúp hắn. Ông già hơi thở thâm thúy, không nhìn ra sâu cạn, nhưng không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng Nguyệt thần thiên đế đối kháng. Hơn nữa có thể khẳng định là, vậy ông già người ngay tại cát trong thành. Cát thành bên trong, rất nhiều người xem cuộc chiến bên trong, tựa hồ có rất nhiều người, đều biết cái đó ông già. Khi thấy ông già sau khi xuất hiện lại biến mất, không ít người kêu lên nghị luận. Đó không phải là Mạc Kim lão tổ sao? Hắn lại có thể ra tay. Trời ạ, Mạc Kim lão tổ lại có thể tự mình ra tay, tương trợ luân hồi, như vậy dính nhân quả, hắn thật không sợ đại chủ tể trách phạt sao? Luân hồi chi chủ cùng vậy ma thần tranh đấu, cũng không phải là phát sinh ở cát thành bên trong, dựa theo quy củ, đạo tông người, hẳn không có thể nhúng tay chứ. Diệp thần nghe mọi người tiếng nghị luận, lại thấy rất nhiều đạo tông canh phòng, đều là chố mắt nhìn nhau, lòng người bàng hoàng hình dáng, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Lúc đầu mới vừa người xuất thủ, lại là đạo tông bát tổ bên trong Mạc Kim lão tổ. Sớm lúc trước, Diệp thần đáp ứng qua Nhất Tiên đại sư, sẽ cùng Mạc Kim lão tổ kết giao. Một khi đạo tông nội bộ, phát sinh cái gì phân tranh nói, hắn vậy sẽ tận lực đứng ở Mạc Kim lão tổ bên này, Nhâm Phi Phàm cũng là cái ý này. Chỉ là, Diệp thần không nghĩ tới, Mạc Kim lão tổ lúc đầu ngay tại cát thành, hơn nữa còn chủ động ra tay giúp mình. Nhưng, Mạc Kim lão tổ hiện thân một tí, lại dần dần không nhìn thấy rời đi, Diệp thần cũng không biết hắn có cái gì dự định, vẫn là bởi vì đạo tông quy củ, không tiện cùng mình ngay trước mọi người tiếp xúc. Suy nghĩ mặc định,
Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không biết Mạc Kim lão tổ có ý gì. Luân hồi chi chủ, người không có sao chứ? Đây là, Long Tuyết Hiên vội vã vọt ra, có chút lo âu hướng Diệp Thần hỏi. Không có sao, chúng ta vào thành đi. Diệp Thần sờ một cái đầu nàng, mới vừa thật may có Mạc Kim lão tổ ra tay, hắn cũng không có bị tổn thương gì, ngược lại để cho huyết long nuốt ăn Nguyệt Hoàng Ma Thần, tăng nhanh phá giải bản đồ bảo tàng tốc độ. Lập tức, Diệp Thần liền cùng Long Tuyết Hiên, mang thương đội thành viên, cùng tiến vào Cát Thành. Cát Thành bên trong, xem tụ bảo thương hội, phiếu miểu thương hội, mây xanh thương hội vân. Vân, cũng mở có chi nhánh. Diệp Thần đi trước phiếu miểu thương hội chi nhánh, được ủy thác nhiệm vụ, bắt được 300.000 hoàng kim nguyên ngọc thưởng vàng, hài lòng, rồi sau đó trở lại mây xanh thương hội trụ sở, nghỉ ngơi một chút tới. Vào một ngày Cát Thành, cũng không bình tĩnh. Diệp Thần cùng Nguyệt Hoàng Ma Thần đánh nhau, cuối cùng lại dẫn được Mạc Kim lão tổ ra tay, không ít người cũng phỏng đoán, Mạc Kim lão tổ có lôi kéo Diệp Thần ý. Nếu là đạo tông tôn tổ, lại cùng luân hồi trận doanh kết minh, như bánh xe hồi trận doanh thế lực, nhất định phải bạo tăng. Ở ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, Cát trong thành không hề thiếu cường giả, đều rối rít đi tới mây xanh thương hội trụ sở, muốn đầu dựa vào Diệp Thần, nhưng đều bị Diệp Thần khéo léo từ chối. Đến cuối cùng, Diệp Thần không thể không ra lệnh, nói lại không gặp khách, mới thoáng thanh tịnh một ít. Diệp Thần ở thương hội trụ sở trong gian phòng, nghỉ ngơi dưỡng thần, đợi được tinh thần linh khí khôi phục, màn đêm đã hạ xuống. Ở nửa đêm bên trong, Hắc Văn Thạch Đản sát khí, tựa hồ càng nồng nặc một ít. Diệp Thần sử dụng Hắc Văn Thạch Đản, cảm nhận được trứng đá tản ra quỷ bí hơi thở, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đá này trứng bên trong cấm kỵ tồn tại. Nếu là xuất thế, không biết sẽ có hậu quả gì không? Nhưng, nếu thiên yêu và huyền yêu bọn họ, cũng muốn ấp trứng, vậy ta vậy cứ việc ấp trứng tốt. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hít sâu một hơi, lấy ra đủ loại tài nguyên vật liệu, hoàng kim nguyên ngọc vân. Vân, đống đặt ở Hắc Văn Thạch Đản bốn phía. Những tư nguyên này vật liệu, đều là hắn ngày hôm nay tiêu diệt các đạo bảo đoàn, đoạt lại đến, hiện tại hắn lấy ra 70%. Chuẩn bị dùng để ấp trứng Hắc Văn Thạch Đản, giá phải trả không thể bảo là không to lớn. Kêu sinh quỷ thuật, thiên địa tế hiến, uẩn dưỡng tà linh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thần trong lòng yên lặng tụng niệm, thủ quyết một nặn, trực tiếp đem rất nhiều hoàng kim nguyên ngọc, thiên tài địa bảo, toàn bộ tế hiến hòa tan hết, hóa thành từng luồng màu vàng kim dung dịch, tưới đến Hắc Văn Thạch Đản phía trên. Ở lớn tính tư nguyên linh khí tưới hạ, vẫn không có động tính Hắc Văn Thạch Đản. Giờ phút này lại là toát ra sáng chói ma quang, điều điều ma hy nhô lên, sát khí hỗn loạn, nguyên viên trứng đá vậy lay động. Trứng đá xuất hiện kinh người biến hóa, nguyên bản phong phú thâm trầm bằng đá vỏ trứng, hôm nay dần dần đổi mỏng, đổi được trong suốt, tất cả sát khí cũng đi bên trong hội tụ cô đọng, rất nhanh trứng đá lay động liền ngưng, hoàn toàn an tĩnh lại. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Hắc Văn Thạch Đản thay đổi, nguyên viên Hắc Văn Thạch Đản, từ ngoan thạch vậy tồn tại. Biến thành một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật vậy, những hoa văn kia hình như là điêu khắc cùng chạm giống, vỏ trứng là nửa trong suốt, long lanh trong suốt vỏ trứng bên trong, mơ hồ có thể gặp một cái màu vàng kim đứa bé. Cái đó màu vàng kim đứa bé, như đạo gia trong truyền thuyết Nguyên Anh, yên tĩnh trôi lơ lửng ở vỏ trứng nội bộ, chung quanh tràn đầy linh khí màu vàng chất lỏng, như mẫu thân nước ối. Cái đó Nguyên Anh tựa như người tí hon màu vàng mà, tựa hồ cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt. Hắn lại có thể vậy mở mắt, thật giống như một cái tò mò bảo bảo, khó khăn hoạt động tay mình chân. Nhưng hắn tay chân, bị một ít năng lượng mối quan hệ quấn quanh ở, rất khó hoạt động. Hắn giống như một tập tễnh em bé, con người nhanh như chớp chuyển động, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ánh mắt tràn ngập tò mò, lại có thể lại có điểm bộ dáng đáng yêu. Diệp Thần ngây dại, vỏ trứng bên trong tồn tại, đầu kia cấm yêu, lại có thể như một cái trẻ sơ sinh mới sanh vậy đáng yêu. Ngược lại là ra hắn dự liệu. Cái đó người tí hon màu vàng mà, vùng vẫy đem mình tay nhỏ bé, thiếp đến vỏ trứng trên vách, ánh mắt mang mong đợi cùng tò mò, vẫn là ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thần như vậy thần giao cách cảm vậy, cũng đem tay mình, thả vào trên vỏ trứng, cùng vậy người tí hon màu vàng mà cách vỏ trứng thiếp chung một chỗ. Nơi tay trưởng dính nhau ngay tức thì, cái đó người tí hon màu vàng lộ ra rất đáng yêu, rất ngây thơ nụ cười, giống như là một đứa nhỏ. Rốt cuộc tiếp xúc đến mình phụ thân. Diệp Thần trong lòng dâng lên một cổ chấn động to lớn, một cổ cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác,
từ đáy lòng hạ tự nhiên ra đời. Đó là một loại sắp thành là phụ thân, thấy mình hài nhi, sắp xuất thế vậy cảm giác, đặc biệt kỳ diệu. Cái này Hắc Văn Thạch Đàn bên trong tồn tại, thật là cái gì viễn cổ đại yêu sao? Diệp Thần có chút nghi ngờ, nhìn cái đó người tí hon màu vàng, cái đó người tí hon màu vàng vậy đang nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, bàn tay vỗ vỏ trứng, y y nha ô mở miệng, có chút bộ dáng lo lắng. Hắn thật giống như rất muốn lột vỏ ra, cùng Diệp Thần đoàn tụ, nhưng làm sao mình làm không tới. Hắn bộ kia y y nha ô hình dáng, rõ ràng là cái sơ sinh đứa bé, tràn đầy ngây thơ cùng đáng yêu, nơi nào có nửa điểm tà ác yêu đạo dấu hiệu. Diệp Thần bưng vỏ trứng, có thể rõ ràng cảm nhận được, vỏ trứng bên trong màu vàng tiểu sinh linh, năng lượng linh khí đặc biệt dư thừa, nếu là xuất thế nói, thực lực ít nhất là thiên nguyên cảnh khởi bước. Như thế cường đại sinh linh, muốn xuất thế, cần nhiều tài nguyên hơn tưới. Diệp Thần mới vừa cung cấp tài nguyên, hiển nhiên còn chưa đủ. Tên này, thật là một cái thôn kim thú à. Diệp Thần nhếch mép, hơi cong ngón tay suy tính một tí, phát hiện điểm lành ngay đầu. Thụy khí dọn ra. Nếu có thể ấp trứng ra vỏ trứng bên trong màu vàng tiểu sinh linh, màu vàng kia tiểu sinh linh, tất nhiên có thể trở thành hắn cường đại trợ lực. Cái này đứa nhỏ, có thể là cấm yêu chuyển thế. Xem hắn hình dáng, hẳn là không có trí nhớ trước kia, giống như là một tờ giấy trắng. Nếu như đào tạo được làm mà nói, đích xác có thể trở thành ta trợ lực. Diệp Thần trong lòng thầm thì. Vỏ trứng bên trong đứa nhỏ. Mới vừa hoạt động một tí, tựa hồ đã tiêu hao hết mình thể lực, có chút mệt mỏi ê a một tiếng, lần nữa dùng sức vỗ vỗ vỏ trứng vách đá, tựa hồ là đang thúc giục Diệp Thần nhanh lên một chút ấp trứng, tốt để cho hắn đi ra ngoài. Rồi sau đó, vậy đứa nhỏ nhắm mắt chầm chầm đi ngủ. Diệp Thần bưng cái này trứng, cảm giác đã từng vô cùng cứng rắn trứng đá, giờ phút này đã đổi được lưu ly vậy yếu ớt, chỉ cần nhẹ nhàng ném một cái, là có thể rớt bể. Một khi trứng bị rớt bể, trứng kia xác bên trong đứa nhỏ, khẳng định vậy phải chết yểu chết. Diệp Thần chân nhi trọng chi, dè đặt đem trứng thu vào, trong đầu nghĩ. Xem ra, ta cần nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều hơn thiên tài địa bảo, càng nhiều hơn hoàng kim nguyên ngọc. Nguyệt thần thiên đế bản đồ bảo tàng, huyết long ít nhất phải 10 ngày sau mới có thể phá giải, Diệp Thần có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn lại lo lắng, không biết Nguyệt thần thiên đế bảo tàng. Bên trong tài nguyên có đủ hay không? Dẫu sao, trừ ấp trứng Hắc Văn Thạch Đàn bên ngoài, hắn còn muốn giúp Huyền Trần Thiên Đế đúc lại chân thân. Thật là nghèo à, ta lúc nào mới có thể phát tài? Diệp Thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, có chút nhức đầu. Luân hồi chi chủ. Đây là, gian phòng ra, có người gõ cửa kêu gọi, là Long Tuyết Hiên thanh âm. Long cô nương, thế nào? Diệp Thần hỏi. Long Tuyết Hiên ở bên ngoài phòng nói, luân hồi chi chủ, có người muốn gặp ngươi. Diệp Thần cau mày nói, không gặp, cũng buổi tối, ta phải nghỉ ngơi, ta không phải nói không tiếp khách sao. Tới hôm nay đầu dựa vào bái phòng người, thực ra quá nhiều, Diệp Thần cũng đã sớm nói không tiếp khách, nhưng lại còn có người tới quấy rầy hắn. Long Tuyết Hiên rất sợ chọc giận Diệp Thần, rụt rè nói, là đạo tông người. À, Diệp Thần trong lòng một hồi kinh nghi. Lại không nghĩ rằng đạo tông tới cửa. Đạo tông người, và người bình thường không cùng, hắn dĩ nhiên là muốn gặp. Lập tức, Diệp Thần mở cửa phòng, đi ra ngoài. Long Tuyết Hiên thận trọng nói, bọn họ ở phòng khách đợi ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, ra đến phòng khách, liền thấy có hai cái đạo tông hộ vệ, đang đợi. Thấy Diệp Thần đi ra, vậy hai cái đạo tông hộ vệ, cung kính khom người thi lễ, một người trong đó nói. Gặp qua luân hồi chi chủ, tiểu nhân phụng Mạc Kim lão tổ mệnh lệnh, đặc biệt tới mời ngươi đi mộ cung tụ họp một chút. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nói, là Mạc Kim lão tổ phái ngươi tới. Còn nữa, mộ cung. Mộ cung nhưng mà Nguyên Thiên Đế sáng lập thế lực, chẳng lẽ nói, Mạc Kim lão tổ lại cùng mộ cung có sâu xa. Hộ vệ kia nói, đúng vậy, Cát Thành có mộ cung chi nhánh, lão tổ đang mộ trong cung chờ ngươi. Diệp Thần ánh mắt chuyển động. Không biết Mạc Kim lão tổ ý muốn vì sao là, nhưng có thể khẳng định là, đối phương không có ác ý, đã sớm muốn cùng luân hồi trận doanh kết giao. Nhiều bạn nhiều đường, Diệp Thần cũng muốn gặp vị này Mạc Kim lão tổ, dù sao đối phương là đạo tông bát tổ một trong, thân phận cực kỳ tôn quý. Được, các ngươi dẫn đường.
Diệp Thần nói. Hai người hộ vệ kia cung cung kính kính, mang Diệp Thần rời đi Mây Xanh Thương Hội trụ sở, lên một cổ xe ngựa, một đường trì hành, rất nhanh đi tới Mạc Kim Lão Tổ ở địa phương đó. Diệp Thần xuống ngựa, liền thấy trước mắt chi địa, khoảng cách Cát Thành thành khu đặc biệt xa, ở Cát Thành bên trong, coi như là vô cùng là địa phương vắng vẻ. Một tòa thật to nhọn phương bia, đứng sừng ở Diệp Thần trước mặt, phía trên khắc mộ cung hai chữ. Cái này mộ cung cứ điểm, bề ngoài hình như là một tòa lăng mộ, quỷ khí u sâm, chung quanh có một chút điểm quỷ hỏa nhảy lên. Không, không phải thật giống như, đây chính là một tòa thật to phần mộ. Luân hồi chi chủ, mời. Hai người hộ vệ kia, làm một động tác tay mời, liền mang theo Diệp Thần tiến vào mộ cung bên trong. Cái này mộ trong cung mặt, cơ hồ không có người sống, đều là một ít xác sống con rối, phụ trách mộ cung vận chuyển, qua lại bận rộn đi đi lại lại, nhìn như có chút dọa người. Diệp Thần một đường dọc theo mộ nói, không ngừng đi sâu vào, liền thấy hai bên thanh đăng đốt, đứng sừng sững rất nhiều tượng gốm, lại có rất nhiều giấy châm tiểu nhân, nhà, xe ngựa vân. Vân, bầu không khí rất quỷ dị, như u minh địa phủ, để cho nhân tâm bên trong phát mao, Diệp Thần sau lưng lông tơ đều dựng lên. Rốt cuộc, hai người hộ vệ kia, mang Diệp Thần, đi tới mộ cung chỗ sâu, một tòa thật to ngôi mộ bên trong. Cái mộ này phòng, trên đất tán lạc từng hạt tròn đầu khô lâu, những cái khô lâu kia đầu trống giống hốc mắt, bên trong còn nhúc nhích màu xanh quỷ hỏa, mười phần quỷ dị, lại để từng cái hũ đá, trong hũ đựng đầu người, tựa hồ là loại nào đó cúng tế vật phẩm, trên sàn nhà khác vẽ chư nhiều thần bí nghi quỹ phủ văn, vô tận không rõ ràng sương mù tràn ra tới, làm người ta nghẹt thở. Một bộ màu đen quan tài, dựng đứng trôi lơ lửng ở ngôi mộ trung ương, vô tận quỷ khí vần quanh. Quan tài đã sớm mở ra, một cái ông già, nằm ở bên trong, đang cười híp mắt nhìn Diệp Thần. Từ Diệp Thần góc độ tới xem, ông già tựa hồ là đứng. Ông già tóc bạc mặt hồng hào, tướng mạo khá là gầy gò, nhưng ở chung quanh quỷ dị hoàn cảnh nổi bật hạ, lộ vẻ được phá lệ âm u đáng sợ, thật giống như tùy thời có thể vặn vẹo hóa hình, biến thành ác quỷ vậy. Chính là Diệp Thần ban ngày thấy Mạc Kim Lão Tổ. Diệp Thần trong lòng phát mao, không nghĩ tới Mạc Kim Lão Tổ, lại có thể sẽ ở cái loại này âm u ngôi mộ bên trong, hắn khom người thi lễ, nói tại hạ Diệp Thần, gặp qua Mạc Kim Lão Tổ. Mạc Kim Lão Tổ cười hắc hắc, nói, không cần đa lễ, luân hồi chi chủ, nhắc tới, chúng ta trước kia là đã gặp. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, lúc nào? Mạc Kim Lão Tổ nói, người hẳn không nhớ. Niên đại quá rất xưa, ngươi luân hồi cửu thế, có nhất thế từng chấp trưởng mộ cung, cái này mộ cung nắm giữ quyền bính, năm đó là ta bị Nguyên Thiên Đế ủy thác, giao cho ngươi. Mộ cung vậy một đời luân hồi chi chủ, danh tiếng cực lớn, dã tâm vậy cực lớn, muốn chế tạo luân hồi vãng thế thư, rung động chư thiên vạn cổ. Diệp Thần nói, tiền bối cũng là mộ trong cung người sao. Xem Mạc Kim Lão Tổ hình dáng, rõ ràng và mộ cung có liên quan. Đây là Diệp Thần không có nghĩ tới. Mạc Kim Ngọc Lão Tổ gật đầu một cái, cười nói ta từng là Nguyên Thiên Đế người làm, cả người tu vi toàn bộ là hắn truyền thụ cho, sau đó hắn ủy thác ta, thành lập một thế lực, giúp hắn thu thập tài nguyên, hắn muốn đánh vào tinh không bờ bên kia. Hi hi, ta người này, thích nhất trộm mộ, cả ngày và quỷ quái yêu tà giao tiếp, cho nên thiết lập thế lực, liền kêu mộ cung, lúc ban đầu mộ trong cung tồn tại, toàn bộ là một ít quỷ tộc yêu tộc. Còn có ma thần loại. Sau đó Nguyên Thiên Đế kêu ta thu liễm một chút, hắn nói muốn thành lập một cái mới trật tự, một cái hoàn mỹ trật tự, cuối cùng thế giới, ta nói ta không hiểu những thứ này, chỉ sẽ trộm mộ, giúp hắn khai thác cổ xưa ngôi mộ, thu thập tài nguyên tài bảo. Cuối cùng hắn thật giống như đối với ta có chút thất vọng, ở đánh vào tinh không bờ bên kia thất bại lại tỉnh lại sau đó, chính hắn tự tay chấp trưởng mộ cung, nhưng vẫn là thành lập không dậy nổi chân chính hoàn mỹ trật tự. Cuối cùng hắn lại đem mộ cung quyền bính, giao cho vậy một đời luân hồi chi chủ. Không nghĩ tới, vậy một đời luân hồi chi chủ, thật là một cái hoàn toàn người điên, hắn nói hắn muốn đánh tạo luân hồi vãng thế thư, muốn có thay đổi qua đi năng lực, cứ như vậy, nếu như đi qua xảy ra điều gì không may, liền có thể lần nữa sửa đổi, cho đến sửa đổi đến hoàn mỹ trật tự, cuối cùng thế giới, là được ra đời. Còn nữa, dựa vào luân hồi vãng thế thư, hắn có thể ung dung xóa bỏ hết thảy kẻ địch, thật là hy vọng hảo huyền, cái loại này ngoại hạng đồ, làm sao có thể chế tạo ra tới. Mạc Kim Lão Tổ nói tới chuyện cũ, diễn cảm đổi được có chút phức tạp,
Mộ Cung vậy một đời luân hồi chi chủ, luân hồi vãng thế thử ý nghĩ, rõ ràng cho hắn để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Diệp Thần gật đầu một cái, lại hỏi, tiền bối, vậy ngươi sau đó, làm sao sẽ gia nhập đạo tông? Mạc Kim Lão Tổ nói, là đại chủ tể mời ta, Nguyên Thiên Đế đại nhân vậy đồng ý, ta liền gia nhập đạo tông, chỉ bất quá, hì hì. Cái này đạo tông bên trong, nước rất sâu, cong cong lượn quanh vòng quá nhiều thứ, ta không hiểu những thứ này, đã nhiều năm như vậy, ta cũng qua được không quá vui vẻ. Ta ngày hôm nay gặp ngươi bị một đầu ma thần công kích, sợ ngươi xảy ra chuyện, liền ra tay giúp ngươi, dẫu sao năm đó chúng ta vậy là bạn, hơn nữa hôm nay, có người muốn giết ta, ta cần ngươi trợ lực. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, là ai? Tiền bối, ai muốn giết ngươi? Đại chủ tể sao? Mạc Kim Lão Tổ nói, biết nói sao đây, đại chủ tể bực nào nhân vật, ta liền bị hắn giết tư cách cũng không có. Là trưởng lão đoàn bên trong người, ta hoài nghi là đạo tông bát tổ một trong, nhưng cụ thể không biết là ai. Ta chỉ suy tính đến, cái đó muốn giết người ta, là hồn thiên đế tín đồ, bề ngoài quy thuận đạo tông, trên thực tế sau lưng quy theo liền hồn thiên đế, mưu đồ gây rối. Đại chủ tể thần thông vô địch, hắn khẳng định biết được đạo tông nội bộ, có nội gián, nhưng hắn cũng không nói, đoán chừng là có càng sâu xa mưu lự. Nhưng, đây có thể khổ ta. Bởi vì tên nội gián này, đã có giết ta ý niệm, ta sinh mạng tùy thời đều có uy hiếp. Đạo tông bát tổ bên trong, ta tu vi yếu nhất, nhất dễ khi dễ, hì hì, dẫu sao ta hàng năm trộm mộ, tự thân tu vi nhưng rơi xuống, vậy nội gián muốn chọn ta cái này trái hồng mềm bóp chết, tốt cầm đi cung phụng hồn thiên đế. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới lại có hồn thiên đế người, lẫn vào đạo tông. Hắn nghe xong Mạc Kim Lão Tổ nói sau đó, thậm chí vậy sinh ra một cổ to lớn nguy cơ. Cái đó quy theo liền hồn thiên đế nội gián, cùng tranh phong thi đấu bắt đầu sau đó, rất có thể phải đối hắn ra tay. Đáng sợ hơn phải, Diệp Thần mơ hồ thấy được, tương lai ngàn vạn điều thời gian tuyến, trong đó có một cái, chính là mình tranh phong thi đấu đoạt cúp, lại gặp đến vậy nội gián tập kích, ánh mắt bị đào lên. Hắn đã luyện hóa quyết tử ma nhãn, bị tên nội gián kia moi ra, lần nữa cung phụng cho hồn thiên đế. Tên nội gián kia, không chỉ là muốn giết Mạc Kim Lão Tổ, đối Diệp Thần sinh mạng, cũng có to lớn uy hiếp. Tiền bối, ta có thể giúp được ngươi cái gì? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, giúp Mạc Kim Lão Tổ, chính là giúp chính hắn. Nếu là Mạc Kim Lão Tổ, có thể diệt trừ tên nội gián kia, gián tiếp vậy có thể giải quyết Diệp Thần tai họa ngầm. Mạc Kim Lão Tổ gặp Diệp Thần như thế sảng khoái, có chút ngoài ý muốn, rồi sau đó hài lòng gật gật đầu nói. Ngươi chịu giúp ta, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Ta cần ngươi đi một chỗ, giúp ta lấy lại một thanh kiếm. Thanh kiếm kia, ta đã từng cho mượn đại chủ tể, để cho hắn và Thiên Chiêu Võ Thần so tài. À, đúng rồi, Thiên Chiêu Võ Thần, chính là Võ Tổ, hắn là thiên tuyển người, là Thiên Chiêu Võ Đạo Chí Tôn, hắn còn không sinh ra thời điểm, giữa trời đất thì có truyền thuyết của hắn, người người đều biết, tương lai sẽ có một vị Thiên Chiêu Võ Thần ra đời. Kỳ danh là, Võ Thiên Nhai, thế giới hiện thật Võ Tổ. Nói đến Võ Tổ thời điểm, Mạc Kim Lão Tổ giọng bên trong, cũng là mang một chút thản nhiên say mê. Võ Tổ là truyền kỳ nhân, là Thiên Chiêu Võ Thần. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nói ta Võ Tổ Sư Tôn, đã từng và Đại Chủ Tể so tài qua. Mạc Kim Lão Tổ nói, đúng vậy, năm đó Đại Chủ Tể, vậy muốn mời Võ Tổ gia nhập Đạo Tông, nhưng Võ Tổ không đồng ý. Hai người sau đó quyết định, so tài tỷ võ, chỉ so với thí võ đạo binh khí phương pháp, bất luận thần thông thuật pháp. Bởi vì muốn là thật tỷ thí thần thông, vậy thế gian không người là đại chủ tể địch thủ, hắn là thần bí cùng vĩ đại tượng trưng, hắn thực lực, chỉ ít có thể cùng nguyên thiên đế, hồn thiên đế đỉnh cấp thời điểm so sánh, thậm chí có thể phải tăng thêm một bậc. Nhưng, chỉ là so tài võ đạo nói, hắn lại có thể không đánh lại võ tổ, ta cho hắn mượn kiếm, cũng bị võ tổ đánh rớt. Hai người ban đầu ước định, nếu như đại chủ tể thắng, võ tổ liền muốn gia nhập đạo tông. Nhưng tiếc là, đại chủ tể thua, võ tổ không có gia nhập đạo tông, mà là mình tiếp tục lưu lạc, cuối cùng bị cổ tinh môn bày trận mai phục bắt, từ đây bị nhốt, không biết hắn có hay không hối hận. Mạc Kim Lão Tổ nói tới những chuyện này, thở dài một cái, là võ tổ cảm thấy thương tiếc. Nếu như võ tổ năm đó, gia nhập đạo tông, vậy khẳng định sẽ không bị cổ tinh môn bắt.
Diệp Thần trong lòng động một cái, nói tiền bối, ngươi là muốn ta giúp ngươi, lấy lại thanh kiếm kia. Mạc Kim Lão Tổ nói, đúng vậy, ta năm đó cho mượn đại chủ tể kiếm, kêu nguyên sơ cổ kiếm sắt, là nguyên thiên đế đại nhân đưa cho ta. Thanh kiếm kia, đặc biệt đặc thù, là dùng nguyên sơ thế giới tinh quáng đúc, hàm chứa chủ thế giới không có quy luật lực lượng, thập phần cường đại. Đạo tông bên trong nội gián, muốn giết ta, ta hôm nay tình cảnh rất nguy hiểm, chỉ cần đẩy một cái coi là đã có đinh điểm điểm xấu hơi thở, ta liền hù được chạy đến cát trong thành ẩn núp, à, thật là xấu hổ. Nhưng, nếu như có thể lấy lại nguyên sơ cổ kiếm sắt, ta có phòng thân binh khí, sẽ không sợ vậy nội gián giết ta. Thậm chí, mượn nguyên sơ phép tắc mũi nhọn, ta có thể phá vỡ thiên cơ xương mù dày đặc, tra được nội gián là cũng không ai nhất định. Nguyên sơ cổ kiếm sắt, là Mạc Kim Lão Tổ năm đó binh khí, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hắn thành đạo tông bát tổ yếu nhất tồn tại, chủ yếu là bởi vì bị mất nguyên sơ cổ kiếm sắt, nếu như có thể tìm về kiếm này, hắn là có thể chấp trưởng cao nhất mũi nhọn, chỉ ít phòng thân là không thành vấn đề, thậm chí còn có cơ hội chém ra xương mù dày đặc, cảm nhận nội gián thân phận. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói tiền bối, năm đó đại chủ tể, mượn kiếm ngươi, lại bị ta võ tổ sư tôn đánh rớt, hắn không có bồi thường ngươi sao? Mạc Kim Lão Tổ cười khẩy nói, bồi thường, ngươi nghĩ gì vậy? Đại chủ tể bực nào nhân vật, không nên dùng ngươi phàm tục đầu óc, đi tính toán hắn tâm tư. Đừng nói một thanh kiếm, coi như hắn muốn mạng ta, ta cũng sẽ ngoan ngoãn cầm đầu đưa lên, ta làm sao dám cùng hắn phải bồi thường. Dừng một chút, Mạc Kim Lão Tổ lại nói, năm đó đại chủ tể, và võ tổ chiến đấu so tài địa phương, thiên địa pháp tắc tan vỡ, lâm vào là bể tan tành trống rỗng. Vậy phiến trống rỗng, nghe nói gặp phải tinh không bờ bên kia dị ma xâm lược, bị đại chủ tể liệt là cấm địa, thành đạo tông người, vĩnh viễn không cho phép bước vào ba chỗ một trong những địa phương. Sau đó, cát xây thành lập, vậy phiến trống rỗng, bị sa mạc địa mạch ảnh hưởng, đã hóa thành một phiến biển cát, nhưng như cũng bị cấm chỉ tiến vào. Dĩ nhiên, bị cấm chỉ người, là đạo tông bên trong người, người ngoài là có thể đi vào. Nhưng mà, phàm là bước vào biển cát người, trên căn bản là cửu tử nhất sanh, chỉ có cực ít người, có thể sống đi ra. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, người tu vi càng cao, tiến vào biển cát sau đó, sẽ chết được càng nhanh, bên trong thật giống như tồn tại loại nào đó nguyền rủa. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy vậy phiến biển cát, đích xác là vô cùng quỷ dị khủng bố, hắn cau mày nói, tiền bối, ngươi là muốn ta đi biển cát một chuyến, lấy lại kiếm ngươi. Mạc Kim Lão Tổ nói, đúng vậy, hì hì, dĩ nhiên, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, cho ngươi 1 triệu hoàng kim nguyên ngọc, thù lao này đủ chứ. Mạc Kim Lão Tổ hàng năm trộm mộ, tích lũy tài bảo tài nguyên, quả thực là phong phú, tiền muôn bạc biển. Hiện tại hắn mời Diệp Thần xuất thủ trợ giúp, vậy dĩ nhiên vậy sẽ không bạc đãi Diệp Thần, liền trực tiếp cầm ra một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp Thần. Diệp Thần mở ra túi đựng đồ vừa thấy, thấy bên trong nặng trĩu, đựng 500.000 nguyên ngọc. Mạc Kim Lão Tổ sờ một cái râu, nói, còn dư lại 500.000, cùng sau khi chuyện thành công cho ngươi. Diệp Thần ánh mắt liền sáng, tìm nghĩ nếu như có 1 triệu nguyên ngọc, hắn liền có thể tiến một bước ấp trứng hắc văn thạch đàn, có lẽ có thể đem trứng đá bên trong nhóc, hoàn toàn ấp ra vậy không nhất định. Mạc Kim Lão Tổ lại nói, luân hồi chi chủ, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Thật ra thì, cái này ngàn năm qua, ta đã phái ra qua không ít người, đi biển cát tìm về ta kiếm, trong đó thậm chí có thông thiên cảnh thần vương, nhưng bọn họ đều chết ở trong biển cát. Càng cường đại người, chết được càng nhanh. Bất quá, hì hì, người thân cái luân hồi đại khí vận, trước mặt đã tích lũy cửu thế, cái này nhất thế tuyệt đối là vô địch, chỉ cần ngươi ra tay, tất có thể mang về ta kiếm. Đây là biển cát tọa độ, khoảng cách cát thành không tính là xa. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Kim Lão Tổ cong ngón tay bắn ra, một đạo linh quang bắn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần cảm ứng được biển cát tọa độ, ở bên ngoài lớn vùng sa mạc, là một phiến vô cùng là hung hiểm tử địa, lui tới thương nhân cũng tận lực tránh vậy phiến biển cát, thật giống như rất sợ sẽ bị cắn nuốt hết vậy. Tốt lắm, tiền bối, ta đi liền biển cát một chuyến, xem có thể hay không tìm về kiếm ngươi. Diệp Thần nghiêm túc sau khi tự định giá, liền quyết định đáp ứng, đi biển cát thử vận khí một chút. Nếu như có thể tìm về Mạc Kim Lão Tổ kiếm, hắn không chỉ có thể lấy được đại bút thù lao,
còn có thể để cho Mạc Kim lão tổ khôi phục thực lực, đối kháng đạo tông nội gián, thậm chí phá vỡ sương mù dày đặc, tra ra nội gián thân phận. Ha ha ha, rất tốt, luân hồi chi chủ, quả nhiên thật sảng khoái. Như vậy, ta liền ở chỗ này, chờ tin tức tốt của ngươi. Chờ ngươi được chuyện trở về, chúng ta lại hảo hảo chúc mừng một phen. Mạc Kim lão tổ sướng trong lòng cười to, chỉ lấy là Diệp Thần chịu ra tay, vậy nhất định có thể ngựa đến công thành. Dừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, Mộ Khung vậy năm cái túi gấm, bây giờ còn đang ở trên tay ngươi chứ. Ban đầu Diệp Thần ở thế giới hiện thật, cùng Mộ Khung tiếp xúc, cuối cùng lấy được 5 cái túi gấm, ở nguy hiểm thời điểm, có cơ hội lấy được Thiên Chiêu gợi ý. Diệp Thần nói, đã dùng 3 cái, bây giờ còn dư 2 cái. Mạc Kim lão tổ nói, vậy thì tốt, người đi đến biển cát sau đó, nếu như đụng phải có cái gì khó lấy giải quyết nguy hiểm, liền mở ra túi gấm, có lẽ có thể được gợi ý. Diệp Thần nói, ừ. Thương nghị xong, Diệp Thần lập tức liền cùng Mạc Kim lão tổ nói tạm biệt, rời đi cái này Mộ Cung cứ điểm. Rồi sau đó, Diệp Thần trở lại Mây Xanh Thương hội trụ sở, nghỉ ngơi một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, chính là một mình lên đường đi biển cát. Lần này đi biển cát, chắc là hung hiểm trùng trùng, Diệp Thần trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ hy vọng có thể thuận lợi tìm về Mạc Kim lão tổ kiếm. Biển cát chi địa, khoảng cách cát thành, ước chừng có 3.000 dặm, không tính là quá xa, bởi vì nguyên phiến sa mạc lớn, chu vi chừng 100.000 dặm, 3.000 dặm đường xá, dĩ nhiên không tính là xa. Diệp Thần người mặc thiên ma cổ bảo hóa thành trường bào, ở mờ mịt trong bão cát đi tới trước. Gió cát tuy độc, nhưng hắn có bữa ma áo choàng bảo vệ, đổ là không bị ảnh hưởng, toàn thân mát rượi thư thích. Càng đến gần biển cát, không khí chung quanh, liền bộc phát sao động lên, trong sa mạc bò cạp, độc trùng cùng sinh vật, số lượng vậy rõ ràng rất nhiều. Dần dần, Diệp Thần thấy được mấy bụi to lớn sa mạc cây xương rồng. Những tiên nhân kia trưởng, lớn lạ thường, chừng 100 trượng cao, phía trên hiện đầy gai nhọn. Ở những tiên nhân này trưởng phía sau cách đó không xa, chính là Mạc Kim lão tổ nói biển cát. Biển cát diện tích, chủ biến vi chừng 1.000 dặm, chính là một phiến cát chảy hối tụ thành hãn biển, cát thời thời khắc khắc cũng đang lưu động, xoát xoát vang dội, duy nhất vững chắc, là trong biển cát hương một tòa cát tim đảo. Từ Diệp Thần phương hướng, khoảng cách vậy cát tim đảo, nói ít vậy có mấy trăm dặm xa, một mắt nhìn sang, chỉ mơ hồ thấy biển cát đường danh. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, thần thức đủ để vượt qua vũ trụ, theo dõi một cái khác vũ trụ bí mật, nhưng cái này mấy trăm dặm khoảng cách, hắn tinh thần, nhưng không cách nào vượt qua, cũng không cách nào theo dõi đến cát tim đảo bí mật. Bởi vì cái này phiến biển cát, thiên địa pháp tắc quỷ dị vặn vẹo, coi như là Diệp Thần, cũng khó mà theo dõi toàn cảnh. Diệp Thần chỉ thấy, biển cát bên trong, cát đang lưu động trong cát, thỉnh thoảng lật lộ ra một cái cổ xương trắng thi hài, hiển nhiên trong quá khứ trong năm tháng. Có vô số người muốn ở biển cát thám hiểm tìm bảo, nhưng người thành công vô cùng thiếu, phần lớn người, cũng trở thành một bộ xương khô, thời gian tuyến đều bị cát chảy cắn nuốt hết. Cái này phiến biển cát, bị trộm tông liệt là ba lớn một trong cấm địa, chỉ là đạo tông cấm địa danh hiệu, là có thể hấp dẫn vô số người tới dò tìm bí mật. Mạc Kim lão tổ kiếm, tựa hồ ngay tại cát tim trên đảo. Diệp Thần cong ngón tay tính toán, tuy thần thức khó mà theo dõi. Nhưng trong chỗ u minh cũng có thể bắt được một chút thiên cơ. Mạc Kim lão tổ ngày xưa cho mượn đại chủ tể kiếm, liền đánh mất ở cát tim đảo bên trên. Diệp Thần xuyên qua vậy mấy bụi cây xương rồng, đi tới biển cát bên bờ, ánh mắt híp lại, ngắm nhìn phương xa mơ hồ cát tim đảo đường danh. Cái này mấy trăm dặm khoảng cách, nhìn như không xa, nhưng trong thực tế nhưng là xa cuối chân trời vậy. Biển cát chính là một phiến cát chảy đại dương, Diệp Thần rút ra dưới mình một sợi tóc. Hóa thành lông vũ, ném về phía biển cát. Rồi sau đó, vậy phiến lông vũ, nhưng lại không có cách nào đang chảy trên sa lông dừng lại, liền trực tiếp bị cát chảy cuộn sạch cắn nuốt. T. Cái này phiến biển cát, không thể ngừng vũ, người nếu là đạp lên, chỉ sợ cũng chỉ có bị cắn nuốt kết quả. Diệp Thần hít một hơi khí lạnh, hắn thậm chí cảm giác được, tu vi càng cường đại người, bước vào biển cát, bị chiếm đoạt, thì sẽ càng mãnh liệt. Khó trách Mạc Kim lão tổ biết nói, càng cường đại người, tiến vào biển cát sau đó, sẽ chết được càng nhanh. Diệp Thần trầm tư xuống, suy nghĩ bước vào biển cát phương pháp. Nếu như liền biển cát cũng không vào được, vậy hắn cũng đừng nghĩ đi cát tim đảo,
tìm về Mạc Kim lão tổ kiếm. Suy nghĩ chốc lát, Diệp Thần sử dụng thanh liên phân thân, điều khiển thanh liên phân thân, trực tiếp tiến vào biển cát. Huyền Trần tiên kinh, Huyền Trần mở ảo thân. Ở phân thân tiến vào biển cát sau đó, Diệp Thần lập tức thi triển ra Huyền Trần mở ảo thân, thân pháp nhẹ bóng, thân thể đổi được giống như bụi nhỏ tơ liễu, thanh liên phân thân quả nhiên không có bị chiếm đoạt, một đường bay đi. Nhưng, Diệp Thần nhưng cảm thấy, thanh liên phân thân linh khí, đang cấp tốc tiêu hao. Cái này biển cát chi địa, 10 phần quỷ dị, ở chỗ này hoạt động, đan điền linh khí trôi qua tốc độ, muốn so với ngoại giới mau hơn 10 lần vượt quá. Không được, linh khí tiêu hao quá nhanh. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, từ nơi tất này đến cát tim đảo, chừng vài trăm dặm xa, một mực thi triển Huyền Trần mở ảo thân, bản thể hắn vậy không nhịn được. Hắn muốn bắt đầu tự do rực, nhưng phát hiện bị quy luật hạn chế, không cách nào mở ra phi hành. Cái này phiến biển cát thiên địa pháp tắc, hết sức đặc thù, hạn chế rất nhiều, phi hành bị hạn chế, phá toái hư không qua lại thủ đoạn, vậy càng là không thể nào, liền Diệp Thần đại hoang trộm thiên thuật, cũng không cách nào phát huy tác dụng. Thật là địa phương quỷ dị. Diệp Thần khẽ cắn răng, đem thanh liên phân thân thu, vừa cẩn thận suy tư một tí, trong lòng động một cái, sử dụng Titan thần hạm. Oanh! Diệp Thần thúc giục Titan thần hạm, rơi vào biển cát bên trong. Không biết có nhiều ít chục nghìn tấn nặng Titan thần hạm, nhưng vững vàng dừng lại ở biển cát bên trên, cũng không có mất vào tay giặc, càng không có bị cắn nuốt. Rốt cuộc được rồi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, Titan thần hạm quả nhiên huyền diệu, có thể ở nơi này phiến quỷ dị biển cát dừng lại. Lập tức, Diệp Thần liền leo lên Titan thần hạm, linh khí bơm vào đi vào, thúc giục hạm thuyền đi cát tim đảo đi tới. Ở biển cát bên trong, Titan thần hạm chạy tốc độ đặc biệt chậm, nhưng cuối cùng là chạy nhanh động. Diệp Thần phỏng đoán 3 ngày sau, là có thể đến cát tim đảo. Sa mạc đi thuyền. Titan thần hạm ở trong biển cát lái qua, phát ra to lớn thanh âm, kích thích ngàn vạn nặng cát vàng, khí tượng khá là nguy nga. Mà ở Titan thần hạm dưới, có một từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm kêu rên, truyền tới Diệp Thần trong tai. Lúc đầu ở biển cát bên trong, ẩn núp không thiếu ma vật. Titan thần hạm lái qua, những thứ này ma vật gặp phải nghiền ép, tại chỗ bạo diệt, kêu thảm thiết liên tục. Diệp Thần ngồi ở Titan thần trên hạm, không cần lo lắng ma vật tập kích, ngược lại là 10 phần thoải mái. Nhưng mà, như vậy thoải mái ngày, cũng không có kéo dài bao lâu. Ở một ngày trôi qua, Diệp Thần dần dần lái vào biển cát chỗ sâu, nơi này ma vật, thực lực cường đại hơn. Hoàn toàn không sợ hãi Titan thần hạm nghiền ép, không thiếu ma vật trực tiếp liều chết xung phong đến hạm phía trên thuyền, tựa như điên đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần giết mấy đợt ma vật, liền cảm thấy linh khí tiêu hao kịch liệt, thật may hắn ở Titan thần trên hạm, cũng có thể tiếp tế nghỉ ngơi. Còn có 2 ngày chặng đường, kế tiếp ma vật, chỉ sợ sẽ càng kinh khủng hơn. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, vì an toàn khởi kiến, hắn đem thiên ma cổ bảo lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, liền trực tiếp ở hạm phía trên thuyền, thành lập được một tòa hùng vĩ lâu đài, mình buổi tối cư trú đến lâu đài bên trong. Không thể không nói, thiên ma cổ bảo lực phòng ngự, đích xác là cường hãn. Buổi tối, như cũ có ma vật lên hạm tập kích, nhưng không cách nào dung chuyển thiên ma cổ bảo, càng không tổn thương được bên trong Diệp Thần. Diệp Thần ngủ một cái tốt giấc, đến được sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, đứng ở trên thành bảo. Tiếp tục điều khiển hạm thuyền tiến về phía trước. Tiến về phía trước đến vào buổi trưa, mặt trời nhất là mãnh liệt, những cái kia ma vật vậy an phận một ít, Diệp Thần khó khăn được thanh tĩnh. Như vậy lại qua một ngày, Diệp Thần khoảng cách cát tim đảo càng ngày càng gần, gặp được ma vật, vậy bộc phát khủng bố. Dựa hết vào thiên ma cổ bảo, đã không đủ bảo hiểm. Diệp Thần lại gọi ra phù quỷ mẫu ổ, cho gọi ra rất nhiều con rối ở hạm thuyền trên phòng thủ. Mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng hắn linh khí, nhưng đang cấp tốc tiêu hao. Đến được ngày thứ 3, Diệp Thần tiếp tục hướng cát tim đảo xuất phát, một đường tiến về phía trước đến lúc hoàng hôn, bình yên vô sự. Chỉ cần có thể bình an vượt qua tối nay, liền có thể đến cát tim đảo. Diệp Thần trong lòng suy nghĩ. Này, Diệp Thần, là ngươi sao? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc, từ phía sau truyền tới. Đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Thần sửng sốt một chút, quay đầu vừa thấy, liền thấy một người cô gái, người mặc rộng thùng thình dã hành áo choàng,
mang chống đỡ gió cát trên nón, cưỡi một đầu một sừng nước kỳ lân, từ phía sau chạy tới. Phụ nữ kia vóc người diêm dúa loè loẹt bốc lửa, cho dù áo choàng nới lỏng, cũng có thể nhìn ra nàng vóc người cực đẹp, trắng nõn khuôn mặt thanh lệ trên, thấm ra đoan trang yêu nhã khí chất, vừa thấy cũng biết là sống trong nhung lụa danh môn đại tiểu thư, nhưng xuất hiện ở biển cát cái loại này vắng lặng quỷ dị phương. Lại là tụ bảo thương hội đại tiểu thư, tân Tinh Nhã. Tinh Nhã tiểu thư, là ngươi. Diệp Thần thất kinh, hoàn toàn không nghĩ tới tân Tinh Nhã sẽ xuất hiện ở nơi này. Nàng nơi cưỡi được một sừng nước kỳ lân, hẳn là một loại đặc thù nào đó thượng cổ dị thú, có thể ung dung ở trong biển cát chạy. Nhưng biển cát tồi tệ hoàn cảnh, vẫn là để cho tân Tinh Nhã hình dáng, lộ vẻ được có chút đi đường mệt nhọc. Diệp Thần thấy bằng hữu, tất nhiên đại hỉ, lập tức dừng lại hạm thuyền. Tân Tinh Nhã mặt lộ vẻ vui mừng, thúc giục nước kỳ lân, nước kia kỳ lân đánh cái mũi phì phì, tung người một cái, tư thái thần tuấn mà tự nhiên, liền nhảy tới hạm phía trên thuyền. Diệp Thần, mấy ngày không gặp, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, thật là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, đây chính là duyên phận? Tân Tinh Nhã có chút kích động cười, từ nước lưng kỳ lân trên xoay mình nhảy xuống, ngắm nhìn Diệp Thần ánh mắt. Hoàng hôn dư quang, chiếu vào trên má của nàng, có dũng khí kiểu khác đẹp. Diệp Thần cũng cười, nhưng gặp tân Tinh Nhã ánh mắt, tựa hồ có chút sưng đỏ, giống như đã khóc, trong lòng kỳ dị, nhưng không liền trực tiếp hỏi thăm, liền cười nói, Tinh Nhã tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tân Tinh Nhã đem trên đầu chiên nón tháo xuống, lộ ra một đầu ngoan ngoãn như thác vải vẫy tóc xanh, nàng cầm ra một sợi dây, đem tóc buộc lại, sóng lớn địa phương theo nàng hai cánh tay động tác, lộ vẻ được càng to lớn động lòng người. Ta tới điều tra chút chuyện, người đâu? Tân Tinh Nhã đem tóc cột chắc, cười hướng Diệp Thần hỏi, nàng vậy thật là tò mò, Diệp Thần tại sao sẽ xuất hiện ở biển cát, nơi này chính là đạo tông cấm địa, người bình thường tiến vào, chỉ có một con đường chết. Ta đến tìm ít đồ, đói bụng không? Đi vào ăn một chút gì? Diệp Thần cười một tiếng, liền mời Tân Tinh Nhã tiến vào lâu đài. Tân Tinh Nhã vui vẻ đáp ứng, liền kéo Diệp Thần cánh tay, tiến vào lâu đài bên trong. Diệp Thần cho nàng làm ít đồ ăn đồ, khẳng định không có bên ngoài tốt, nhưng ở cái này phiến biển cát vùng, ít nhất là so gặm lương khô thân nhau. Hai người ăn xong đồ, màn đêm buông xuống, dưới đêm tối biển cát, lộ vẻ được càng âm u kinh khủng, có từng cơn yêu dị ma vật ôm minh tiếng, từ phương xa truyền tới, làm người ta rợn cả tóc gáy. Oanh! Bỗng nhiên! Một hồi to lớn va chạm, từ lâu đài bên ngoài vang lên, thật giống như có to lớn gì đồ, đụng phải hạm thuyền, rồi sau đó là một hồi kịch liệt ma vật tiếng gầm gừ. Hiển nhiên, có cự ma đang tập kích hạm thuyền. Tân Tinh Nhã lộ ra thần sắc khủng hoảng, Diệp Thần khoát khoát tay, tỏ ý nàng không nên hoảng hốt, nói. Đừng sợ, ta người bên dưới sẽ xử lý. Hạm thuyền bên trên, tất cả phù quỷ con rối bắt đầu thi hành Diệp Thần ý chí, hoạt động. Bắt đầu vây giết tập kích hạm thuyền ma vật, toàn bộ hành trình không có phát ra nửa điểm giọng nói, bởi vì chúng toàn bộ là con rối, là thuần túy sát hại máy móc, chỉ sẽ lạnh như băng thi hành Diệp Thần ý chí, sẽ không có nửa điểm ồn ào. Rất nhanh, kịch liệt tiếng đánh nhau, liền truyền đến bên trong lâu đài mặt, nhưng Diệp Thần còn duy trì tự tin trầm ổn hình dáng, cũng không hoảng hốt chút nào. Tân Tinh Nhã thấy Diệp Thần trầm ổn hình dáng, nội tâm cũng là an bình không thiếu, nói, Diệp Thần. Ngươi thật đúng là lợi hại, chỗ này ma vật, liền ta cũng phải sợ, ngươi nhưng một chút đều không hoảng. Diệp Thần cảm ứng một tí Tân Tinh Nhã hơi thở, nhưng kinh ngạc phát hiện, nàng hơi thở, so với trước kia suy yếu một ít, kỳ dị nói. Tinh Nhã tiểu thư, ngươi tu vi, còn không đột phá đến thiên nguyên cảnh sao? Chẳng lẽ nói, viên kia thiên hồn huyết cốt đan, ngươi còn không uống? Trước đó buổi đấu giá, Tân Tinh Nhã đã đoạt được thiên hồn huyết cốt đan. Theo lý mà nói, vậy thông thiên cấp đan dược, nàng sau khi uống, đủ để cho tu vi ngay tức thì đột phá. Nhưng kỳ quái chính là, nàng tu vi, cùng trước kia so sánh, không những không có đột phá, ngược lại đổi được suy yếu. Diệp Thần lấy là nàng còn không uống đan dược, nhưng cẩn thận bắt dưới, hắn rõ ràng từ trên người nàng, bắt được thiên hồn huyết cốt đan dược khí, đan dược kia nàng đã ăn. Tân Tinh Nhã nghe được Diệp Thần mà nói. Nhưng lộ ra một chút bi thương tiểu tụy thần sắc, nói ăn, nhưng, mẫu thân ta. Nàng hai ngày trước qua đời, ở nàng trước khi chết, ta hao phí không thiếu linh khí, muốn cứu vãn nàng.
ta tu vi, vốn là dựa vào thiên hồn huyết cốt đan, đã tấn thăng trung vị thần, nhưng vì cứu mẫu thân ta, ta hao phí quá lớn, lại đánh mất trở về, thậm chí so với trước kia còn muốn suy yếu. Hơn nữa, ta cũng không có thể cứu sống nàng. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nói thật xin lỗi. Lại hỏi, cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong sâu thẳm, Diệp Thần cảm giác được, tân tinh nhã mẹ chết, tựa hồ không đơn giản như vậy, sau lưng thật giống như dính líu tới trọng đại nhân quả, thậm chí có thể cùng hắn tương lai có liên quan. Tân tinh nhã chán nản nói, mẫu thân ta, có thể là bởi vì sử thần mà chết. Diệp Thần cả kinh nói, sử thần. Tân tinh nhã nói, còn nhớ ta cùng ngươi nói qua sao? Ta muốn điều tra mỹ thần nhân quả, nhưng không tra được cụ thể thiên cơ đầu mối, tựa như hết thảy dấu vết, đều bị người là xóa đi, cuối cùng chỉ tra được sử thần. Ta sau khi về nhà, cùng mẫu thân ta nói sử thần sự việc, muốn gọi nàng hỗ trợ cùng nhau điều tra. Kết quả ngày thứ hai, nàng liền chết. Không chỉ là nàng, ta người bên dưới, phàm là nghe nói qua sử thần hai chữ người, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Giúp ta tra cứu cổ tịch mấy cái thiếp thân nha hoàn, cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ bỏ mình. Tất cả người, bọn họ tất cả người, đều chết được đặc biệt khó khăn xem, khuôn mặt ngũ quan toàn bộ vặn vẹo, đổi được cực kỳ xấu xí, thất khiếu chảy ra dơ bẩn mủ máu, xương cốt bị thối giữa côn trùng đóng đầy, tản ra hôi thối, để cho nhà ta trên dưới tất cả người, cơ hồ đều bị nhiễm liền nghiêm trọng ôn dịch. Ta hoài nghi là sử thần hàng giận. Sử thần, nhất định là một vị đặc biệt đáng sợ, đặc biệt kinh khủng thần linh, chỉ là biết hắn tên chữ, liền sẽ dính không rõ, gặp bất hạnh và ách nan, chết bất đắc kỳ tử chết hiểu. Giúp ta điều tra sử thần người bí mật, trong đó có một vị là trưởng bối ta, đã là thiên đế cấp 7 siêu cấp cường giả, cũng là nhà ta cực kỳ trọng yếu thủ hộ giả. Kết quả, hắn vậy chết thảm, chết so với ta nương thân còn thảm. Tân tinh nhã thanh âm, thấm ra vô tận thê lương, sợ hãi, sợ, không giúp, lòng chua xót, tự trách. Tay nàng đang phát run, thân thể cũng đang run run rẩy, mắt đục đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống. Chết thảm người, toàn bộ là nghe nói qua sử thần tên chữ người, vậy rất dễ dàng là có thể suy đoán ra tới, sử thần tên chữ, mang theo đại khủng bố, chỉ là nghe. Liền sẽ dính động trời không rõ ách nan, liền thiên đế cấp 7 cái loại này siêu cấp cường giả, đều phải chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần sợ ngây người, không nghĩ tới sử thần uy áp, lại có thể như thế khủng bố. Tinh nhã tiểu thư, đừng sợ, ta sẽ phụng bồi ngươi. Diệp Thần nắm tân tinh nhã tay run rẩy, trầm giọng an ủi. Tân tinh nhã nhìn Diệp Thần ánh mắt, chăn thủ nhẹ một chút, trong lòng an tâm một chút, nói, Diệp Thần, kỳ quái chính là. Ta cũng không có bất kỳ bị nguyền rủa dáng vẻ. Ngươi cũng nghe qua sử thần, nhưng xem ngươi hôm nay hình dáng, hiển nhiên vậy không chịu ảnh hưởng. Diệp Thần nư một tiếng, nói ta có luân hồi huyết mạch, cái này thế gian, còn không có gì lớn không rõ, có thể xâm hại đến ta. Mà ngươi, tinh nhã tiểu thư, thật ra thì ngươi chính là Mỹ Thần. Ngươi và Mỹ Thần, lớn lên giống nhau như đúc, thiên cơ hơi thở cũng là tương thông, ta sẽ không nhận lầm ngươi. Nhưng, rất kỳ quái, ngươi lại có thể một chút đều không nhớ được từ mình thân phận. Ngươi là Mỹ Thần, dĩ nhiên sẽ không phải chịu sử thần nguyền rủa. Tân tinh nhã ngẩn ngơ, nói ta chính là Mỹ Thần. Diệp Thần, ngươi nhận lầm người chứ? Ta chỉ là một hạ vị thần, ta tại sao có thể là Mỹ Thần? Mỹ Thần cùng sử thần tương đối, nói cách khác, hai người thực lực chí ít tương đương. Sử thần lực lượng. Như vậy khủng bố, chỉ là sử thần hai chữ, liền mang theo nghịch thiên sát phạt uy áp, đủ để cho thế gian biết được sử thần hai chữ người, toàn bộ bỏ mình chết bất đắc kỳ tử, liền thiên đế cấp 7 đều không thể ngăn cản. Vậy Mỹ Thần lực lượng, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Tân tinh nhã có nhiều ít lực lượng, chính nàng rõ ràng nhất. Nàng cũng không lấy là, mình có thể xem sử thần cường đại như vậy. Nàng chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Diệp Thần trầm mặc xuống, cũng không biết làm sao cùng tân tinh nhã giải thích, dẫu sao liền hắn cũng không biết, tân tinh nhã cùng Mỹ Thần giữa nhân quả. Dừng một chút, Diệp Thần hỏi, tinh nhã tiểu thư, vậy ngươi tới biển cát, là muốn điều tra cái gì? Tân tinh nhã nói, ta tra xét rất nhiều bí gia tịch, lại mình suy diễn thiên cơ, ta đoán đại khái đến, ở biển cát chi địa, có thể tồn tại một vị sử thần tín đồ. Chỉ cần có thể tìm được cái này sử thần tín đồ.
có lẽ có thể giải khai sửu thần sau lưng bí mật, còn có mỹ thần bí mật. Nàng nắm chặt Diệp thần tay, bàn tay rất là lạnh như băng. Ta, mẫu thân ta chết, ta muốn đem nàng sống lại, muốn sống lại nàng mà nói, phải giải khai sửu thần và mỹ thần, tất cả bí mật. Diệp thần cau mày nói, sửu thần tín đồ sao? Xem ra cái này phiến biển cát chi địa, không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản, lại còn có thể tồn tại sửu thần tín đồ, vậy sẽ là cái gì người? Diệp thần nhớ tới Mạc Kim lão tổ mà nói, Mạc Kim lão tổ nói qua, năm đó đại chủ tể cùng võ tổ so tài, chiến đấu qua sau đó, quy luật bể tan tành, nơi đây lâm vào là trống rỗng, khác thường ma nhân cơ hội xâm nhập. Chẳng lẽ nói, sửu thần tín đồ, chính là đầu kia dị ma? Diệp thần muốn suy tính một tí, nhưng ngực một hồi phiền ác, tựa hồ chạm đến cái gì mịt mờ kiêng kỵ, nhưng lại không có cách nào vào sâu hơn tính toán đi xuống. Tân Tinh Nhã nói, ta thu thập được một ít đầu mối, từ một ít cổ xưa bí tịch bên trong, ta tìm được một phong thơ, ngươi xem. Vừa nói, Tân Tinh Nhã móc ra một phong thơ, đưa cho Diệp thần, rồi nói tiếp. Phong thư này, ta không biết là mỹ thần viết, vẫn là sửu thần viết, nhưng khẳng định cùng bọn họ có liên quan. Diệp thần cau mày, nhận lấy phong thư, đem giấy viết thư rút ra. Chỉ gặp giấy viết thư phía trên, viết một hàng chữ. Cầm chữ khác ở trên đá. Giấy viết thư trên, cũng chỉ có một hàng chữ này, kiểu chữ công ngay ngắn nguyên, một chút không qua loa, ngay ngắn được có chút quá phận cùng cứng nhắc, không nhìn ra là người đàn ông còn là phụ nữ viết. Cầm chữ khác ở trên đá. Đây là ý gì? Diệp thần đầy bụng nghi. Tân Tinh Nhã nói, không biết, ta thấy phong thư này sau đó, giống như là phúc tới tâm linh, lập tức chạy tới ta tụ bảo thương hội trong kho hàng, cũng ở kho hàng xó xỉnh bên trong, tìm được một khối phủ đầy bụi tấm đá, chính là khối này. Nàng lại móc ra một khối đá bản, đưa cho Diệp thần. Khối đá này, một mặt có khắc rất nhiều chữ, nhưng những chữ kia, toàn bộ bị người mài đi, đổi được gồ ghề. Mặt khác, thì có khắc một tấm hình họa. Hình vẽ nửa bên, cũng là bị mài đi, không thấy rõ vẽ là cái gì, mà ngoài ra nửa bên, thì khắc vẽ một gương mặt người. Vậy là như thế nào mặt người? Vặn vẹo, nghiêng ngã, dư tợn, xấu xí, rõ ràng là điêu khắc ở trên tấm đá, nhưng thật giống như là sống, có thể thấy trên da lỗ chân lông, đóng đầy hôi thối con giòi, miệng mở mở, thật dài le lưỡi ra, ánh mắt lớn lên ở trong miệng. Con người đổ ánh ra núi thây biển máu địa ngục hình ảnh, cực kỳ kinh khủng. Diệp thần cho tới bây giờ không có gặp qua, xấu như vậy lậu kinh khủng mặt người. Qua, khi nhìn đến cái này gương mặt người ngay tức thì, Diệp thần dạ dày liền kịch liệt sôi trào, trực tiếp nghiêng đầu nôn mửa ra. Cái này gương mặt người chân thực quá xấu, lấy Diệp thần đạo tâm, lại cũng có chút không cách nào chịu đựng, tại chỗ liền nôn mửa ra. Cùng cái này gương mặt người so sánh, Vũ Hoàng cổ đế người chết mặt, cũng lộ vẻ được anh tuấn tự nhiên. Cho dù là đuôi thú, cũng không cách nào cùng tờ này xấu xí ác phố mặt người so sánh. Dẫu sao, đuôi thú hơi thở, chủ yếu là khủng bố, mãnh liệt, trấn áp nhân tâm. Nhưng cái này gương mặt người, càng nhiều hơn chính là xấu xí, quỷ dị, như một con độc trùng, muốn chui vào người trong nội tâm, mạnh mẽ đi nữa nội tâm, vậy không chịu nổi cái này xấu xí mặt người đánh vào. Ói. Đây là, sửu thần. Diệp thần ước chừng nôn mửa 15 phút, mới thoáng phục hồi tinh thần lại, khôi phục tinh thần, vận chuyển võ tổ đạo tâm, để cho mình bình tĩnh lại. Không nghi ngờ chút nào, tấm đá này trên chạm trổ mặt người, chính là sửu thần. Tân Tinh Nhã nhìn Diệp thần nôn mửa, cũng phun tới mặt cũng trắng, ngược lại có chút đồng tình Diệp thần đứng lên, nhẹ vỗ nhẹ hắn sau lưng, nói ừ, đây chính là sửu thần, ta mới vừa thấy cái này trên tấm đá điêu khắc. Vậy bị cực lớn đánh vào, cái này thế gian, tại sao có thể có xấu như vậy lậu tồn tại? Bất quá kỳ quái chính là, ta tinh thần rất nhanh liền khôi phục như cũ, cũng không có gì khó chịu, thật giống như cái này sửu thần, ta trước kia nhận biết vậy, đã sớm thấy quen hắn tờ này mặt xấu xí, cho nên thấy có lạ hay không, thành thói quen. Diệp thần miễn cưỡng cười một tiếng, nói ta nói hết rồi, ngươi là mỹ thần, ngươi dĩ nhiên gặp qua sửu thần. Tân Tinh Nhã ngây dại. Theo bản năng sờ một cái mình mặt, hoảng hốt nói ta. Ta thật là mỹ thần sao? Diệp thần nhìn nàng đoan trang mặt xinh đẹp cho, vậy nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve, nói, đúng vậy, ngươi chính là mỹ thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ở vào giờ phút này, đều có điểm động tình. Hống!
Nhưng, ngay tại Diệp Thần và Tân Tinh Nhã càng phát ra đến gần, thậm chí có thể dần dần cảm nhận được lẫn nhau hô hấp thời điểm, bên ngoài truyền tới một hồi đủ để biến dạng tinh không to lớn tiếng hô. Cái này tiếng hô là mãnh liệt như vậy, thiếu chút nữa cầm Diệp Thần và Tân Tinh Nhã, cũng chấn động đến hộc máu bước. Hai người tương cố hoảng sợ, liền biết bên ngoài xảy ra chuyện. Đi ra ngoài xem. Diệp Thần kéo Tân Tinh Nhã tay, vội vàng đi ra lâu đài ra. Lâu đài bên ngoài, Titan thần hạm bên trên, Diệp Thần nơi cho đòi kêu phù quỷ con rối, đang dũng mãnh đánh giết. Bọn chúng kẻ địch, chính là một đầu to lớn ma vật, là một đầu khô lâu cự nhân, chừng trăm trượng cao, thân thể nguy nga như núi, một tay đè ở hạm thuyền trên lan can, một tay nhấc một cái rỉ sét cự đao, chém ngang càn quét, thanh thế cực kỳ hung mãnh. Ở khô lâu kia người khổng lồ trên thân thể, có rất nhiều hơn chiến đấu vết thương, đều là phù quỷ con rối lưu lại. Những vết thương này vết, hiển nhiên đem nó hoàn toàn chọc giận, nó phát ra động trời gầm thét, trong con người có nóng rực ngọn lửa đang cháy, đỉnh đầu mơ hồ lại huyễn hóa ra một mảnh tinh không khí tượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hất tập 485.